Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tiếp theo có tên gọi là UI Component. UI tức là User Interface, tức là những cái thành phần giao tiếp với người sử dụng chương trình của mình. Nội dung cái bài này sẽ chia làm hai phần. Thì phần thứ nhất chính là những cái component phổ biến hay dùng. Khi mà anh xây dựng cái giao diện, hay mình gọi là các cái form đấy ha, xây dựng các cái form để nhập liệu, nhập dữ liệu, thì những thành phần hay dùng đấy chính là label textbox, hay là mask textbox, hay là combo box, radio button, checkbox, button, vân vân, những thành phần dùng phổ biến, đúng không ha? Đó chính là mình sẽ đề cập trong phần thứ nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về phần thứ nhất. Còn cái phần thứ hai á, chúng ta sẽ nói đấy chính là advanced UI, tức là những thành phần đặc biệt. Ví dụ như là để đối với những cái giao tiếp thông thường thông qua form ấy, thì textbox, label, vân vân, những cái thành phần đó thì ai cũng biết rồi, nó cần. Thế nhưng mà khi cái số lượng form hay là các cái function của chương trình ấy, nó có quá nhiều, anh phải tổ chức để giúp người dùng có thể kiểm soát những cái chức năng, những cái lệnh của chương trình một cách thuận tiện, thì lúc đấy người ta cần đến những thành phần đặc biệt như là menu hay là toolbar hay là context menu để tạo nên cái giao tiếp nó thuận lợi, nó nhanh, nó đơn giản thông qua các thiết bị đã có, ví dụ như là bàn phím hay là con chuột đó. Rồi những cái thành phần đặc biệt khác như là status bar để thấy được cái trạng thái mà ứng dụng đang hoạt động ở trạng thái nào thì người dùng có thể kiểm soát ứng dụng tốt hơn. Đó, thì cái bài bài tiếp theo mình sẽ nói về advanced UI. Thì cái bài hôm nay chúng ta sẽ nói chủ yếu về common UI. Thế là những cái thành phần để tạo nên cái giao tiếp nhập dữ liệu, đúng không? Để tức là mình tạo ra những cái mẫu, những cái form, những cái mẫu để giúp người dùng nhập dữ liệu, và những thành phần được sử dụng trên đấy thì chúng ta xem nó là những cái phổ biến, những cái phổ biến. Thế thì tất cả những cái thành phần phổ biến trên cái giao diện để cho phép thu thập dữ liệu từ người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm của mình thì chúng ta gọi chung nó là Common UI. Thì trong cái nhóm này nó có rất nhiều, tôi cũng chỉ giới thiệu một số những cái mà đặc trưng, những cái đặc biệt, những cái mà thường dùng, ví dụ như là chúng ta sẽ làm việc với label. Cái này thể hiện thông tin ở dạng chữ viết thì có label, có textbox để nhập, đúng không? Hay là cao cấp hơn thì có mask textbox. Dĩ nhiên tuy là giới thiệu như thế nhưng mà những thành phần giúp tạo ra cái tương tác thân thiện hơn, ví dụ như là calendar, đúng không? Những cái nhập ngày tháng hay dùng mask textbox cũng được, nhưng mà có những trường hợp đặc biệt nó trực quan hơn thì người ta đưa ra cái lịch, người ta chọn nó sẽ dễ, thì những cái này các bạn tự chọn ha. Lúc nào tôi có thời gian tôi sẽ thầy sẽ viết một số cái minh họa cho cái việc dùng, thì những cái đấy cũng dễ thôi, chẳng qua anh quen với việc sử dụng thuộc tính, phương thức đặc biệt nó khác thì thuộc tính nó khác, đúng không? Nó cũng đơn giản chứ không có gì. Hoặc ví dụ như là đối với dữ liệu số ấy, có những trường hợp mình không muốn cho người ta nhập, ví dụ textbox và mask textbox anh nhập được không? Nhập được. Thế nhưng anh phải validation để kiểm tra xem là chỉ được nhập số. Tôi có thể lập trình, ví dụ các bạn có thể vỗ ngực nói rằng là tôi có thể lập trình để cấm người ta không người ta nhập, không cho người ta nhập những cái ký tự chữ thường khi đối với cái textbox mà mình chuyên dùng cho nhập số thôi. Thì lúc đấy các bạn có thể code, lát nữa mình cũng sẽ làm một cái ví dụ để mình code cái chuyện đấy. Thế nhưng mà đôi khi cái việc đấy cũng tạo ra cái vất vả cho cái người lập trình, mà cũng tạo ra cái sự mà thiếu tiện lợi, thiếu cái thuận tiện cho người dùng, đúng không? Nó không có tiện lợi lắm. Khi mà người dùng muốn tăng hay giảm, ví dụ có giá trị đã có rồi mà tăng lên 1 hay giảm, thì lúc đấy các bạn có thể dùng cái đối tượng là numeric up down. Trong tình huống đấy các bạn sẽ tự tìm hiểu lại ha. Những cái đấy nó tương đối đơn giản, là những cái mà cần đặc trưng thì thầy sẽ giới thiệu trong cái bài này, thì các bạn thấy đấy, đây là những cái màn hình mà thầy chụp trên các cái ứng dụng chạy trên máy của thầy thôi. Ví dụ đây là cái cửa sổ để cấu hình cho cái việc mà sử dụng máy in browser.
Và mình thấy label dùng rất nhiều đúng không, trong giao tiếp thu thập dữ liệu giữa cái phần mềm cho phép cấu hình cái máy in browser với mình là người sử dụng thì nó có nhiều nhất các bạn nhìn sơ trên này là các bạn thấy toàn là chữ không đúng không, đấy là dùng label rất nhiều, label rất đơn giản nhưng mà dùng rất phổ biến. Thứ hai là điều khiển cái việc mà ra lệnh thì button cũng dùng rất nhiều đúng không, các bạn nhìn sơ trên màn hình là các bạn thấy có 2, 4, 6 cái button này, là đấy là chưa kể đến góc trên bên phải màn hình có 2 cái button để help với lại đóng cửa sổ nhanh này, đúng không? Còn nhìn sơ bên dưới là mình thấy 6 cái này. Đó. Thế rồi những cái ô mà để cho phép mình chọn ví dụ như cái dòng mình thấy là portrait với lại landscape để quy định cái orientation của cái trang giấy ấy, là quay ngang hay quay dọc. Thì các bạn đã thấy nó chính là hai cái radio button đúng không? Đó. Hoặc là cái chỗ mà các bạn nhìn thấy cái mục copy ấy, người ta dùng cái đấy chính là numeric up down, tức là giống như tích bốc vậy thôi. Thế nhưng mà mình muốn tăng giảm cái từ gõ số nó ngại đúng không, người ta có thể bấm mũi tên nó đi lên hoặc đi xuống, và những cái đó các bạn tự tìm hiểu, nó đơn giản giống tích bốc vậy đó, nhưng mà nó có thêm cái để cho phép bấm tăng hay bấm giảm, để quy định mỗi lần bấm lên thì nó tăng một hay là tăng mấy là có thể quy định được. Hoặc là trong cái giao diện này các bạn nhìn thấy cũng có rất nhiều cái combo box đúng không. Ví dụ như là mình nhìn thấy trong cái khung để chữ là plain paper, giấy ha, loại giấy, khổ giấy mình sẽ chọn đấy. Hoặc là độ phân giải của máy in khi mà thực hiện in ấy, mình muốn tốn mực hay không tốn mực thì nó cũng chính là một cái combo box. Đó. Thay vì bắt người ta nhập thể hiện ra cho người ta chọn, bởi vì người ta nhập có thể không đồng ý mình. Mình kiểm tra cái việc kết quả nhập nó phù hợp thì mình lại phải mất công lập trình, đúng không? Đấy, trong khi anh chỉ cần đưa ra giá trị là người ta có thể chọn dễ dàng rồi. Hoặc là print setting mình thấy có graphic hay là in black and white, in đen trắng hay in màu đấy, nó có đó. Nói chung các bạn thấy đây là những cái UI mà được xem là rất là phổ biến đúng không, hầu như giao diện có. Hoặc đây là cái giao diện của một cái chức năng về định dạng phông mà thầy chụp hình như là của phần mềm Microsoft Word ha, chụp lâu rồi không nhớ. thì các bạn thấy này, trong cái khung phông với lại phông style với lại cái size ấy, thì đấy là những cái thành phần đấy chính là gì, chính là list box. Thay vì là combo box nó thu gọn thì list box nó giống như combo box thôi, nhưng mà phạm vi hiển thị nó lớn hơn, nhiều hơn. Chứ còn mục đích của nó cũng vẫn là gì, vẫn là liệt kê những mục chọn được xem là dữ liệu đặc trưng giúp cho người dùng có thể lựa chọn mà không phải nhớ đúng không. Các bạn nhớ rằng là chương trình mình viết mà người ta phải nhớ mới dùng được, tức là chương trình đấy là dở, là dở nha. Mình thấy là cái xu hướng phát triển của cái tương tác người máy human machine interface, mình thấy nó càng phát triển là nó càng làm cho con người lười đi đúng không. Đấy. Nếu như mà các bạn cứ bắt người ta phải nhớ rồi người ta gõ chính xác, là nhớ đó là rất là khó chịu rồi, mà phải nhớ chính xác khi mà nhớ sai là lại dẫn đến bực bội đúng không? Đây về nguyên tắc tương tác là như vậy. Thế thì ở đây cái combo box với lại cái list box nó hay ở chỗ là gì? Anh không phải nhớ, tôi hiện ra đây nè, anh thích cái nào cứ chọn đi đúng không? Và ví dụ vậy là hoặc là những cái hiệu ứng effect, thay vì bắt người ta phải nhớ, đâu phải ai cũng nhớ biết tiếng Anh, đâu phải ai dùng ngôn ngữ tiếng Anh đâu, đâu phải ai cũng thuộc, kể cả các bạn có là người Anh hay rằng cũng chưa chắc gì là nhớ được rằng cái thuộc tính đấy là nó dùng viết tên như vậy mà không phải là tên khác đúng không? Thế cho nên bạn thấy rằng là người ta dùng checkbox đấy, trong cái khung effect này mình thấy có 2, 4, 6, 7 cái mục chọn mô tả cho các cái tính chất có liên quan đến định dạng phông chữ. Nó rất đặc trưng ở chỗ là anh chỉ cần muốn anh hiểu tiếng Anh và anh đọc, ví dụ muốn nâng chữ lên là superscript là anh chỉ check vô cái sau đúng không? Anh muốn tất cả đều là chữ hoa thì anh có thể thấy cái mục là on cap, và trên màn hình thì đang đẻ cái hình cái mục tên là on cap đúng không? Đấy thì mình chọn on cap là nó sẽ đổi thành chữ hoa. Đấy rất tiện lợi đúng không? Đó. Thế thì cái đầu tiên chính là label. Ôi label thì quá dễ đúng không? Là label thì quá dễ. Mục đích của label là gì? Để hiển thị thông tin giống như là một cái chú thích ha, cái diễn giải. Và cái đặc điểm của label là người dùng không thể sửa nội dung của label được, tức là anh đưa chữ gì ra là người dùng chỉ nhìn thấy cái chữ đó thôi. Đó là cái đặc thù về cái purpose, tức là cái mục đích, cái đặc điểm, cái đặc thù của nó. Thì property có nhiều lắm nha các bạn, nhà đây thầy chỉ có viết lên những cái property
những cái property được xem là phổ biến đúng không? Thì các bạn cần phải biết đấy chính là name. Thì đương nhiên sau này thì tất cả các cái UI component các bạn đều phải, các bạn luôn phải đặt tên cho nó. Nếu không cần thì đương nhiên thằng Visual Studio nó tự động đặt tên cho mình, đúng không? Đặt tên thì anh mới truy xuất được nhà. Nó kể cả các bạn code ở trong chế độ design mode hay là các bạn dynamic code thì các bạn đều phải đặt tên. Tức là đặt tên thì nó dùng thông qua cái thuộc tính name của cái object đó. Thứ hai là giá trị để thay đổi chính là tag. Canh chỉnh tag thì có thể alignment, tag align, canh theo chiều ngang, canh theo chiều dọc, nó có các tính chất ở đó, các bạn có thể chọn. Và có một cái thuộc tính, cái thuộc tính này chính là use mnemonic. Nhớ là muốn có một cái được xem là hotkey gạch ở chỗ đó thì lúc này các bạn phải đặt cái dấu m ở đằng trước cái ký tự tương ứng mà mình muốn xem là hotkey. Và như ở trong hướng dẫn này của Microsoft nó nói á, cái thuộc tính này nó ghi kìa: disallow that the label will be accessed from the keyboard. Tức là cái thuộc tính này nó cho phép mà có thể truy xuất vào cái label thông qua cái bàn phím bằng cách sử dụng phím Internet cộng với M mnemonic key, đúng không? Đấy, tức là cái ký tự mà con đặt cái gì dấu N đằng trước để nó biết đấy chính là M mnemonic. Những cái khác cũng tương tự như các bạn thầy nói trên label, nhưng có nghĩa là áp dụng trên menu, áp dụng trên các cái mục khác, kể cả áp dụng cho app button cũng vậy luôn. Thế thì vấn đề về đối với cái label ấy thì method với event ấy thì nó có, method thì chỉ có hai cái đặc trưng chính là visible và show, đúng không? Những cái event thì nói chung nó cũng chỉ là click, double click, thực ra nó cũng đầy đủ các cái sự kiện nữa. Thế nhưng mà gần như người ta ít lập trình cho những sự kiện đối với label lắm hả? Hiếm khi, gần như người ta không có làm, trừ trường hợp mình có những nhu cầu đặc biệt thì mình mới sử dụng đến nó. Hầu như nó cũng có đủ các cái phương thức và sự kiện giống như những cái thành phần khác, đúng không? Với phím, với chuột thì đây là những cái sự kiện nhưng mà mình ít dùng cho nên là thầy giới thiệu ít thôi ha. Thường những cái nào đặc trưng thì mình giới thiệu. Cái thành phần tiếp theo ở đây chúng ta đề cập đến chính là cái đối tượng để nhập dữ liệu. Khi nhập dữ liệu thì mặc nhiên được xem như là nhập dưới dạng văn bản, tức là dạng text, dữ liệu kết quả về là string. Thì đối tượng đặc trưng chính là textbox. Thì textbox là nhập thoải mái. Thế nhưng bây giờ nhập thoải mái thì đôi khi nó không thuận tiện cho người dùng, đúng không? Thế thì lúc này mình có thể đưa ra cái giao diện nhập liệu thông qua một cái mẫu. Ở đây cái từ mask tức là mặt nạ ha, mặt lạ nạ để nhập dữ liệu cho textbox. Nhưng mà đây thì tôi để dịch nó là đưa ra một cái khuôn dạng, một cái mẫu để nhập liệu. Tôi xem cái từ mask giống như là khuôn dạng, như là mẫu để nhập liệu. Thế thì những cái thuộc tính liên quan đến cả hai đối tượng này á, ở chỗ này các bạn thấy đây, thì lấy cái bật cái này lên kẻ đây. Muốn đưa ra cái khuôn dạng nhập liệu thì mình sẽ thông qua thuộc tính mask, đúng không? Thuộc tính này thì chỉ áp dụng cho chỗ này, để có ghi này only for mask textbox, đó là cái này chỉ có dành cho mask textbox, thì textbox thì không có nha các bạn. Đó. Thế rồi đối với prompt tra tức là nhắc nhở cái ký tự nó nhắc ấy, đúng không? Thì chỗ này nó cũng chỉ dành cho mask textbox. Đó, mục đích của cái mục này ấy, là nó chỉ ra những cái ký tự để dùng nhắc cho người dùng, đúng không? Nếu mà trong trường hợp mà mình quên, đúng không? Quên đó, ví dụ trong một vài tình huống đặc biệt. Thế còn cả hai thằng này nó có mấy cái thuộc tính, text thì ai cũng biết rồi, chỗ này khỏi phải giải thích ha. Chỗ này thì mình có thể đưa vào hay là nhận về cái giá trị từ component này, tức là người dùng người ta có thể nhìn thấy thông tin mà từ chương trình đưa ra, và người ta cũng có thể nhập thông tin vào thông qua thuộc tính text, ai cũng biết. Với cái textbox mà các bạn muốn chỉ cho hiển thị thôi, lúc này nó sẽ như một label ha, thì lúc đấy các bạn phải quy định nó là read only, tức là không cho người ta nhập, đúng không? Trong những trường hợp cần bảo mật, tức là mình gõ vào thì nó không hiện trong textbox. Mục đích là gì? Chỉ có người gõ mới hiểu rằng mình đang gõ gì. Thì các bạn dùng cái password tra, các bạn quy định giống như mật khẩu thường, các bạn thấy là khi mình nhập mật khẩu đăng nhập á, thì nó coi là nó hiện cái chữ mình đang gõ đó. Nếu mà hiện chữ mình đang gõ thì cái người bên cạnh hay người khác, người ta liếc mắt vào người ta biết mình đang gõ gì thì nó không có bí mật nữa, đúng không? Cho nên thường thì các bạn gõ nó hiện dù sao.
Hay là bây giờ các bạn thích là trên cái giao diện của mình nhập vào mà người ta gõ vào thì nó hiện dấu a còng chẳng hạn, thì lúc này tại cái thuộc tính password char các bạn sẽ gõ cái dấu a còng vào đó. Đó. Có một cái thuộc tính cũng rất hay, đấy chính là mask length ha. Mask length tức là quy định cái chiều dài tối đa, tức là có những trường hợp ví dụ như mà password sợ ông nội này ông gõ vào dài quá rồi chính ông cũng không nhớ luôn. Ông gõ vào mật khẩu dài 100 ký tự chắc không nhớ đâu đúng không? Chắc không nhớ. Và việc gõ lại cũng không dễ, cho nên tưởng tượng các bạn thấy rằng có những cái hệ thống người ta quy định chiều dài tối đa của mật khẩu là bao nhiêu, và chiều dài tối thiểu đúng không, ít nhất là bao nhiêu đó, ví dụ như vậy. Thế thì những hệ thống phần mềm bạn viết lên mà mình muốn quy ước mật khẩu phải tối thiểu là 8 ký tự, tối đa là 16 ký tự ví dụ vậy đó, thì để mình sẽ đưa mắc len là 16 đúng không, còn cái việc mà tối thiểu tức là 10 là 8 ấy, thì các bạn phải tự code thôi, tự code mình đọc cái chiều dài mà khi mà nó rời khỏi text box đấy mà cái chiều dài tức là text chấm len đúng không mà nhỏ hơn 8 thì mình sẽ nhắc người ta là ông ơi ông nhập thiếu rồi đúng không. Đó, rồi mình focus thẳng vào cái thằng text box bắt nó phải nhập cho đủ đó, ví dụ vậy đó. Thì trong trường hợp đấy thì mình sẽ sau này có điều kiện mình sẽ minh họa cái chuyện đi sau đúng không, và chuyện này thì nó cũng dễ các bạn tự làm được, nếu mà có minh họa thì để một cái bài nào đó thì sẽ minh họa chuyện đó. Name thì biết rồi khỏi nói đúng không, cái thằng character casting á, tức là các bạn có những trường hợp như các bạn mình muốn người ta gõ và mình sợ rằng người ta lúc nhiều khi nó quên caps lock hay là người ta vô tình dính cái caps lock đang bật hay là caps lock đang tắt ví dụ vậy đó, thì các bạn chọn cái character casting tức là nó tự động nó chuyển thành chữ hoa hay chữ thường, tức là cho dù người dùng gõ kiểu gì thì nó ra cái chữ mà mình quy ước ở đây, thì hoặc là uppercase đúng không, tức là các bạn tắt caps lock gõ vào đây nó cũng ra chữ hoa luôn đó, ví dụ vậy là bạn quy định cái này, hoặc là cho dù bạn bật caps lock bạn gõ vào nó cũng ra chữ thường luôn thì nó chính là lower lower đó. Thuộc tính nữa tức là multi line tức là có thể có nhiều dòng, thì thông thường text box thì nó chỉ có một dòng này. Nhập dữ liệu thì chắc cũng chẳng phải là một bài văn đúng không, thế nhưng mà cũng có những trường hợp tôi muốn cho người ta đưa vào một nguyên một bài văn luôn, ví dụ như các bạn nhập một cái văn bản ghi thông tin về lý lịch của một cái nhân viên đặc biệt trong công ty, và nhân viên đấy thì có rất nhiều thông tin kể từ khi tốt nghiệp phổ thông rồi đi học đại học rồi sau đó rồi đi làm chuyển A chuyển B chuyển C, có rất nhiều công tác rất nhiều thành tích và cũng rất nhiều những cái dấu vết trong cái lịch sử quá khứ, và như vậy thì dữ liệu nhập nhiều lắm, một dòng không đủ đúng không, thì multi-line này nó cho phép có người dùng có thể nhập vào rất nhiều dòng, và trong tình huống đấy thì giống như bên web nó gọi cái thành phần này nó gọi là text area được ha. Đây những cái thuộc tính đặc trưng của thằng textbox và mastextbox nó còn. Ngoài ra thì đương nhiên các bạn thừa biết là nó có những cái thuộc tính đặc thù mà trong bài đầu tiên mình đã nói đấy, tức là muốn nhìn thấy cái textbox hay không nhìn thấy thì nó có thuộc tính visible. Ở những đối tượng nhập liệu thì nó có thêm thuộc tính nữa, nó gọi là enable ha, để cho phép tê liệt hay là được sử dụng đối với cái component đó. Thì những cái đó nó nằm trong cái bài đầu tiên, ở đây chỉ nói những cái đặc thù liên quan đến UI component thôi. Muốn tạo thì trong cái chế độ design thì mình cứ chọn text box hay chọn master box rồi mình kéo thôi, quá dễ đúng không, để sau đó mình quy định thông qua cái cửa sổ mà property các cái tính chất bằng chuột đó. Thế còn nếu mà các bạn muốn code thì mình sẽ dùng tên đối tượng, tại vì đây nó chính là những cái class nó được định nghĩa sẵn bởi .NET Framework, và các bạn chỉ cần gọi tên rồi khai báo tên của đối tượng, nhớ là tên này là tên trong lập trình nha các bạn, còn tên để nhận biết trên kia là nó phải thuộc tính name rồi nè, thuộc tính name mà mình vẫn nói thế nè, để sau này mình chạy mà mình tìm là mình đặt tên đây này. Thế còn cái tên chỗ này chẳng qua là cái đối tượng nó có hiệu lực trong cái hàm cái phương thức mà các bạn viết code thôi đúng không. Đó, cái này mình nhớ, cái này chỉ có hiệu lực trong cái lúc mình lập trình, trong cái phạm vi cục bộ của cái hàm thôi. Còn muốn khi chạy quá trình vận hành mà mình tìm được nó để cả cái phần mềm trong quá trình hoạt động ở giữa thông suốt giữa các chức năng ấy, muốn tìm được thì còn phải nhớ nó là thuộc tính này nữa. Hai cái chuyện này mình phải phân biệt được đúng không.
Về phương thức thì này nó có cái phương thức appendix, tức là append, tức là thêm vào đấy, đúng không? Có chữ mình gắn vào, nó có phương thức này nó gắn vô. Muốn xóa thì clear, cái này thì ngay buổi đầu tiên chưa hề dạy đúng không, mình cũng mò ra rồi mình cũng biết đúng không, những cái nói chung là những cái dễ thì các bạn có thể tự tìm hiểu đúng không, không cần phải chỉ. Cái phương pháp hôm trước thầy có dạy cái cách mà mình vừa làm và mình tập dựa trên kiến thức nền để mình đọc thông báo đúng không, suy đoán ra những cái mà mình chưa được học cụ thể. Đó, tại vì mình có thời gian để học tất cả mất muốn học tất cả thì phải mất rất nhiều thời gian, để hướng dẫn các bạn để cách tập, để mình cố luyện tập dần dần nó sẽ quen, nó thành kinh nghiệm ha, thành cái kỹ năng của mình. Phương thức sợ focus thì ở đây set đúng không, đưa cái con trỏ vào cái ô đấy, để lát nữa trong cái ví dụ minh họa cho cái phần UI common này thì thầy sẽ minh họa cái việc dùng cái phương thức này. Sự kiện thì có mấy sự kiện này, lát nữa mình cũng tập thử luôn đúng không. Ví dụ như sự kiện tech chain thì nó đơn giản, chắc để cho các bạn tự viết đi, thầy sẽ viết cái thằng key press hoặc là key down, lát nữa mình sẽ bắt key down trong cái tình huống mà mình dùng tech box chứ không dùng mắt tech box, mà mình dùng tech box để cho nhập vào số và mình cấm tất cả những cái không phải là ký số đúng không, mình bắt bằng key down và dựa trên những cái sự kiện liên quan thằng này. Sự kiện leave thì nó sẽ dùng để chỉ ra rằng là rời, mình rời khi người dùng người ta rời khỏi cái ô đấy thì mình sẽ làm chuyện gì đó. Đó. Thì cái sự kiện này nó cũng hữu hiệu khi trong kỹ thuật validation này các bạn, validation thường hay dùng cái sự kiện leave, ít khi nào người ta dùng đối với sự kiện tech chain lắm. Tại vì sao? Ví dụ người ta đang nhập mà chưa nhập xong mà anh đã báo lỗi thì nó không hợp lý đúng không? Nên tech chain nó lại không hợp lý. Đối với validation này tech chain nó không hay bằng leave, tức là anh nhập xong rồi anh rời khỏi ô đấy thì bắt đầu người ta sẽ làm cái giai đoạn là người ta viết cái phần mã nguồn để thực hiện kiểm tra dữ liệu, tức là anh rời khỏi tức nhập xong rồi, là tức là quan niệm là như vậy đó. Thì tôi sẽ thực thi cái nhiệm vụ đúng không? Đấy lúc đấy các bạn bấy sự kiện leave, leave ha. Nhưng cũng có những tình huống đặc biệt, tức là ngay khi nhập vào anh nhập sai là tôi chặn ngay lập tức, tức là anh chưa cần rời mà anh đang nhập mà đã nhập sai là tôi chặn ngay lập tức, thì lúc đấy mình sẽ dùng tech chain đúng không? Thì đây những cái sự kiện nó đều bổ khuyết cho nhau tùy trong tình huống mà các bạn dùng, và cái người lập trình giỏi ha, có hiểu biết là sẽ biết sử dụng nó phù hợp cho cái nhu cầu mà tương tác trên phần mềm của mình. Đó, cho nên cái môn này mình gọi là lập trình giao diện hay lập trình tương tác, đó là chính là cái môn này của mình. Thì vấn đề cái giỏi của cái người lập trình là anh lựa chọn sự kiện để tạo ra cái tương tác thân thiện với người người sử dụng. Riêng đối với Mass Text Box ha, thì nó có thêm một cái sự kiện nữa, nó gọi là Mass Input Reject, tức là nếu như mà người mình đưa ra cái khuôn ha, cái mẫu nhập dữ liệu mà người ta nhập sai với mẫu đấy thì mình sẽ chương trình nó, cái sự kiện này nó sẽ tự động nó kích hoạt này, nó reject tức là từ chối khi người ta gõ vào. Ví dụ còn quy định cái mẫu nhập liệu là chỉ nhập số thôi mà người ta đi nhập chữ thì lúc đấy có phải khi gọi chữ vào thì nó sẽ bị reject không? Reject ha, input tức là mình nhập vào thì nó reject, thì lúc sự kiện nó xảy ra có thể lúc đấy mình sẽ xuất hiện cái tooltip để mình báo đúng không? Mình báo. Thế thì đối với quá trình nhập liệu thì cái bàn phím rất là quan trọng, cho nên ở đây tôi có giới thiệu với các bạn một cái tham số là key event ARG. Tức là khi các bạn gọi những sự kiện như tech chain hay là key down ha, thường là key down, key up, thì nó sẽ có cái tham số. Còn nhớ cái phương thức cũng như thầy đều nói là phải nhớ là tất cả các cái sự kiện của đối tượng luôn luôn truyền hai tham số đúng không? Tham số thứ nhất là object sender, đấy, tức là cái đối tượng mà mình xử lý ấy, thì cái hệ thống nó để nó xử cho mình, giúp mình lập trình cho đối tượng đó, thì nó truyền thẳng đối tượng đấy vào trong cái hàng đấy luôn, và đối tượng đấy nó thuộc cái loại chung chung là object, thì thường các bạn phải ép kiểu đúng không? Và tham số thứ hai tức là tham số liên quan đến việc xử lý, thì khi mà các bạn bấm phím thì nó sẽ trường hợp với sự kiện của key down key up thì bao giờ nó sẽ gửi vào cái tham số thứ hai là key event ARG, tức là key event argument ARG, cái là argument tức là các cái tham số liên quan đến việc phím, nhấn phím cho cái sự kiện này, thì nó chính là key event ARG mà cái đối tượng đấy nó thường nó viết chữ E đúng không? E nó viết tắt cho chữ event. Thì các cái đối tượng của cái lớp key event ARG là cái đối tượng, là một cái lớp ha, nó lưu về các cái trạng thái
phương thức cũng như là những cái để giúp xử lý trên đối tượng là phím. Thì cái này các bạn phải biết, tức là nó sẽ có cái thuộc tính, lớp này có thuộc tính. Lát nữa mình khi mình bắt cái sự kiện của lát nữa mình làm trong ví dụ ấy, bắt sự kiện nhấn phím xuống thì mình sẽ set cái e.an hay là e.control, e.handle, e.keycode, e.modifier hay là e.suppressKey press ha, đại loại vậy đó. Thì các bạn những thuộc tính này nó có ý nghĩa ha. Mình cái này mình tự đọc được đúng không? Ví dụ như thuộc tính boolean, tức là cái thuộc tính này nó cho phép đọc về cái trạng thái, nếu bằng true tức là người dùng khi nhập dữ liệu trên textbox của mình ấy, người ta có dự phím an. Đó, chỗ này nó có đây. Get a value indicating whether the on key was pressed, tức là nó trả về cái giá trị ha, để chỉ ra rằng là cái phím an đã được nhấn. Tức là khi mà nhập mà có nhấn hay không, xét trạng thái này thì cái thằng control, thằng an này, thằng control biết đúng không, cái phím mà nhìn trên bàn phím đi, phím phím gì ta, phím CTRL, viết tắt phím control trên bàn phím ha, và là nó nếu còn nhấn an thì nó bằng true, nhấn control thì cái phím này nó sẽ trả về bằng true đúng không. Thì có những trường hợp các bạn muốn người ta, nếu mà trên textbox để người ta nhấn thêm cái phím điều khiển thì mình biết mình sẽ đưa ra tính năng để làm gì đó đúng không, thì nó sẽ có cái này. Tương tự với thằng shift này, đấy tức là ba phím điều khiển này, các bạn quy định truy xuất vào ba thuộc tính này, on, control, shift đúng không, mà nó bằng true tức là người ta có nhấn cái phím tương ứng đó, được ha. Nếu mà ba cái này thuộc tính này, những cái này dễ hiểu đúng không, ba cái thuộc tính này mà nó bằng true tức là khi mà người ta nhập dữ liệu trên bàn phím người ta có nhấn ba phím điều khiển này. Thế nếu người ta không nhấn phím điều khiển mà người ta gõ chữ A, chữ F, chữ G, số 0, dấu chấm than này nọ thì sao? À thì nó sẽ là cái này các bạn, nó sẽ là key code, nó sẽ trả về giá trị của key code để biết là người dùng người ta đã nhấn chữ phím gì trên bàn phím. Các bạn nhấn bất cứ phím gì không phải phím điều khiển trên bàn phím thì nó đều trả cái key code. Thế thì có mình thắc mắc là ố vậy làm sao em biết là bấm chữ A? À thì lúc đấy nhé, các bạn thấy bên cái bên trái này nó có key này, key này chính là một enumeration, nó mô tả cho các cái phím đúng không? Thì lát nữa khi mà mình code cái phần mà chặn không cho nhập số đấy, không nhận chặn cho nhập chữ đấy, thì các bạn sẽ thử, mình sẽ làm thử cái này nhớ ha. Cái này các bạn tự mò được, không cần phải. Key value là cái giá trị của phím bấm thôi ha, cái này không có gì. Tương tự với cái thằng key modifier này nè, thì đây nó nói rằng là nó bật cờ để chỉ ra rằng là mình bấm các cái phím điều khiển đúng không, đã nhấn các phím điều khiển này. Đó, key modifier tức là những cái mà nó tham gia cùng với dạng tổ phím đó. Đó, ngoài những ba cái thuộc tính on, control, shift vào lúc nãy đó thì nó còn có modifier nữa, mà tức là nó hỗ trợ xử lý rất là nhuyễn ha, trong các cái tình huống mình bấm tích hợp control, shift với lại on với gì gì đó, thằng này lại là bấm phối hợp cùng lúc này, combination up đại loại vậy đó. Và thuộc tính, hai thuộc tính này, thuộc tính suppress key press, thuộc tính này rất hay. Nếu thuộc tính này thì nó cho set luôn, mấy thuộc tính kia hầu như get đúng không, thuộc tính này nó cho set, nó cho các bạn set bằng true hay false, mặc nhiên các bạn nhấn thì nó sẽ là gõ bình thường, các bạn không can thiệp vào thuộc tính này thì nó bằng true. Bằng true tức là nó người ta đã bấm phím ha, cho bấm và chấp nhận phím đưa vào textbox. Thế còn quá trình lập trình ấy, các bạn ngăn chặn, các bạn set nếu những key code mà nó là chữ mà không phải số thì các bạn thiết lập cái đối tượng key event ARG có cái thuộc tính suppress key press bằng true ấy, thì là nó chặn lại. À mặc nhiên nó bằng phone nha các bạn, khi mình xét bằng true là nó sẽ không cho nhập cái phím đó. Là mình biết cái này thì lát nữa mình thấy và việc ngăn phím như vậy thì quá dễ đúng không, là nhờ cái thuộc tính này các bạn đó. Và một cái nữa là thuộc tính handle, tức là thuộc tính handle này thì cho phép hoặc không cho phép xử lý trên cái sự kiện đó ha. Nếu mà trả bằng phone tức là nó không cho sự kiện xử lý, còn trả bằng true tức là cho phép xử lý. Thì đây mấy cái này mình nhớ ha. Trên cái slide có thể gửi cho các bạn để các bạn in ra lúc mình coi thì mình nhớ coi lại cái chỗ này. Thì cái này cũng để giới thiệu thôi, chứ còn lập trình thì các bạn coi bên kia nó cũng đơn giản.
Đối với đối tượng thuộc loại list box và combo box thì cũng chả có gì phức tạp, đúng không? Nói chung các bạn cũng thầy đã coi những cái buổi thứ hai, thứ ba, có nhiều bạn đã làm những bài tập mặc dù chưa học ba cái thứ này, đúng không? Đấy, tức là nó không sẽ khó mà hầu như thầy thấy mọi người đều làm được. Để trong hôm nay mình mới học chính thức ấy, thì có vài cái thuộc tính đặc biệt mình phải lưu ý. Tức là khi mà dùng list box và combo box, list box và combo box thì list box nè và combo box. List box thì mình phải biết, list box thì nó hiển thị, nó đòi hỏi cái khung hiển thị lớn mới đủ diện, tức là diện tích, đúng không? Mà diện tích lớn mới đặt được list box. Còn combo box thì diện tích nhỏ cũng đặt được. Hai thằng này nó có ý nghĩa dùng giống nhau, tức là nó hiển thị ra một danh sách, nó gọi là một collection ha, một danh sách, một tập hợp các giá trị được xem là những dữ liệu mà người dùng có thể lựa chọn để làm kết quả cho việc tương tác với cái UI đó, tức cái component đó ha. Thì mục đích của cái này là nó cho phép mà mình đưa ra những cái giá trị cho người ta lựa chọn, đúng không? Đưa ra giá trị để cho cái người dùng người ta lựa chọn ở trong đó. Và có đặc điểm là trong một cái list box hay một cái combo box á, thì người dùng có thể chọn một hay là có thể chọn được nhiều, đúng không? Có thể chọn một hay chọn nhiều mà cho phép đó. Vậy thì nếu như bạn muốn dùng cái này để chọn để danh sách dữ liệu đấy làm sao đưa vào, thì dựa vào cái thuộc tính này các bạn. Những cái các bạn biết rồi thì không nói nữa nha. Là item đó. Item này sẽ là chứa một cái collection các cái giá trị, tức là một tập các giá trị, một tập hợp các giá trị. Vậy thì làm sao để đưa cái tập giá trị này vào? Thì trong chế độ design ấy, các bạn hoàn toàn có thể bấm vào cái cửa sổ ấy, ha, thuộc tính đấy, mình ngồi mình tự gõ thôi. Mà nếu mà gõ như thế thì có vẻ nó hơi gọi là mình kêu nó hơi ở mức, đúng không? Ví dụ như này thì không gõ được nữa. Các bạn đọc lên một cái danh sách các cái ngành hàng để hiển thị trong một cái combo box cho người dùng chọn nhập thông tin hàng hóa, mà mình đọc lên một danh sách các cái ngành hàng hay là các cái nhóm hàng để người dùng người ta chỉ định cái sản phẩm đang nhập thuộc nhóm hàng nào, đúng không? Vậy thì khi các bạn có thể lý luận rằng là khi mà em viết chương trình thì em đâu có biết người ta dùng phần mềm người ta sẽ có những ngành hàng nào, đúng không? Ví dụ may mặc thì nó có những cái nhóm hàng riêng. Điện tử nó có những nhóm hàng riêng, chứ chính mình là người lập trình mình sẽ chả biết có những giá trị đấy để đưa vào, thì làm sao item này đọc được. Và thì lát nữa trong cái phần kia thầy minh họa trên cái bài đổi tiền, các bạn có thể ít nhất là các bạn có thể nhập giá trị bằng code được, đúng không? Sinh ra dữ liệu bằng code lấy dạng một tập cái giá trị và dùng cái phương pháp là anonymous function, tức là các bạn tạo ra anonymous mình gọi là anonymous class. Tức là bình thường các bạn định nghĩa một cái class có tên ấy, thì nó là những cái lớp mà có tên bình thường, đúng không? Là user defined. Thế nhưng mà khi lập trình ấy, có những cái dùng bất chợt, không cần phải định nghĩa, mà định nghĩa xong rồi phải được ra dùng có một lần thì nó phí. Các bạn có thể dùng cái dạng nó gọi là anonymous class, tức là những cái lớp nặc danh. Thầy không biết dịch cái từ đấy như thế nào, nhưng mà cái bản chất cái từ anonymous chính là nặc danh, tức là không có tên, không có tên gọi. Đại loại như vậy thì lúc đấy mình sẽ tập tạo bằng code, đúng không? Sau này khi các bạn học về ADO.NET ấy, thì các bạn sẽ đọc dữ liệu lên thì mình sinh dữ liệu cho nó cũng bằng code, thì mình lập trên tập giá trị đọc được từ database lên thì lúc đấy nó sẽ là động, đúng không? Nó sẽ động. Còn đây mình làm, lát nữa mình làm cũng vẫn tĩnh, nhưng ít nhất là viết bằng code, biết cách để đưa vào. Thế thì khi mà các bạn quay trở lại cái bài học tiếp này ha, thì khi mà các bạn đưa vào thì các cái giá trị ở trên combo box và trên cái list box thì nó sẽ có giá trị để hiển thị, đúng không? Đấy, thường những collection này, những cái đối tượng ấy, những đối tượng trong cái dữ liệu của list box hay combo box nó gọi là item, nó sẽ gọi là item. Ở trên này item có chữ S, tức là một tập collection nha. Còn đây thầy đang nói là những cái đối tượng mà hiển thị để người ta chọn, là những cái dữ liệu người dùng chỉ biết là dữ liệu thôi, nhưng mà mình là người lập trình thì biết nó là một cái đối tượng thể hiện dữ liệu và có giá trị. Đấy, trên nó sẽ có display và value. Thì con phải chỉ ra nha, con phải chỉ ra. Đó, để làm nữa khi mà mình code cái phần mà sinh dữ liệu cho mấy cái thằng này nào, thì mình sẽ phải quy định. Khi mà mình làm anonymous function thì mình phải chỉ cho nó biết thằng nào là thằng hiện lên, tức là display. Thằng nào khi người ta chọn cái giá trị mà người ta nhìn thấy, tức là chọn cái thằng hiện lên đó, thì giá trị sẽ gán là bao nhiêu, thì lúc đấy các bạn phải chỉ định cái thuộc tính nó gọi là value cho cái thằng đó,
Hồi nãy mình có nói đến là có thể chọn một đúng không? Hay là chọn nhiều giá trị cùng lúc, thì ở đây các bạn có thể quy định thông qua cái selection mode này. One tức là chọn một thôi. Nếu mà các bạn chọn nhiều mà nằm liên tục, chỉ chọn những cái đối tượng nằm liên tục thôi thì gọi là multi symbol đúng không? Thế còn nếu mà các bạn muốn chọn nhiều mà các đối tượng nằm không liên tục, nằm rời rạc nhau, và cái đặc trưng của việc mà chọn rời rạc như thế là các bạn có thể giữ thêm phím control rồi click đúng không, là bấm lung tung lên nữa, không cần phải nằm liền nhau vẫn chọn được, thì cái đấy nó gọi là multi standard là cái này. Thì list box và combo box thì mình nhớ thuộc tính thì phương thức thì nó có mấy phương thức này, mấy này thì cũng dễ rồi. Clear select tức là còn chọn thì nó gọi là selected đúng không, mà muốn bỏ cái việc chọn trên cái combo box đấy thì là tôi kêu mình gọi phương thức clear selected. Mình muốn lấy ra cái giá trị mà người ta nhìn đến là get item tag, một cái đối tượng mà người ta chọn ấy, là bao giờ nó có hai cái thuộc tính, một là display, hai là value. Hồi nãy mình mới nói đấy, thì cái display nó gọi là tag. Rồi get selected đúng không, đọc cái đã chọn là cái gì, nó lấy cái này là nguyên một object này các bạn. Rồi mình muốn thiết lập cái nào được chọn thì nó có phương thức là set selected là cái này. Về sự kiện thì nó có hai sự kiện thường dùng đây, là tùy theo nhu cầu mà các bạn sẽ chọn những hai sự kiện này nó xảy ra, thường nó sẽ giống giống nhau. Thứ nhất là selected index chain, tức là trong một tập giả sử có 10 mục, 10 mục giá trị trên cái combo hay là cái list box. Các bạn đang cái mục hiện giờ nó đang là chọn mục thứ ba, mà mục thứ ba thì mình biết biết index của nó là bằng 2. Nếu như bây giờ người dùng lại mở ra mà chọn mục thứ 9, có nghĩa là cái index là vị trí của nó ấy, đang từ 2 nó thay đổi là thành 8 đúng không? Thì là selected index chain sự kiện này sẽ chạy. Nếu như tất cả các mục đấy của các bạn đều có giá trị khác nhau thì trong tình huống đấy selected value chain là giống nhau, đồng ý không? Là sự kiện này nó sẽ chạy giống như thằng selected index chain. Thế thì có bạn nói rằng là ô, nếu mà nó giống nhau vậy tự nhiên làm hai cái cho phí. À, nó có tình huống khác các bạn. Ví dụ các bạn quy định giả bộ như cái gì nhỉ? Tháng đi, các bạn chọn tháng nha. Nhớ là tháng thì các bạn biết là một năm có 12 tháng, có một số tháng có 30 ngày. Ví dụ tháng 4, tháng 6 đúng không? Tháng 9, tháng 10, bốn cái tháng này là bốn cái tháng mà có 30 ngày. Thế thì các bạn quy định rằng là tháng 1 thì bên cạnh value còn quy định là 31, tháng 4 value là 30, tháng 6 value cũng 30 đúng không? Vậy thì mặc dù index khi các bạn ban đầu người ta chọn là tháng 4 là mục chọn thứ có index là 3 đúng không? Thì khi các bạn chọn 6 ấy, là index sẽ là bằng 5, thì trong trường hợp đấy mặc dù index change nha nhưng value nó lại không change đúng không? Đấy thì còn nhớ cái chuyện là có lúc nó sẽ khác nhau, và ví dụ như các bạn quy định cái combo box của mình có giá trị value của nó ấy, là nó khác biệt, thì trong trường hợp đấy để bớt xử lý đi thì chọn select value change, là khi nào giá trị bị thay đổi thì tôi mới xử lý chương trình, thì thằng này nó sẽ giảm bớt cái tần suất tác động mà xử lý với chương trình, cũng hay đúng không? Nhưng mà nếu mà mình nghĩ đơn giản thì ô, em thấy cái này cũng giống nhau mà. Thực ra là trong những tình huống như vậy thì nó sẽ khác nhau. Tức là mình các bạn làm combo box mà có 12 tháng ấy, January rồi February rồi March, April rồi May, đại loại như vậy đó. Thì mình biết rằng là có một số tháng, có nhiều tháng trong năm là 30 ngày, có nhiều tháng trong năm là 31 ngày, đúng không? Vậy thì nếu như người ta vẫn chọn là những tháng mà nó rơi vào value nó là 31 thì tôi đương nhiên là tôi chả cần phải xử lý một lần là đủ ấy, đúng không? Khi chọn thay đổi giá trị khác đi thì tôi mới mới xử lý, ví dụ vậy đó, để các bạn có thể bắt cái sự kiện nó nhuyễn hơn. Thì đây là lý do tại sao thì viết hai cái sự kiện này. Ngoài ra thì nó có những sự kiện thông thường khác như là click hay key down thì nó cũng bình thường, thì nó cũng có ha, click hay là mouse hay là gì đó thì nó cũng giống như những đối tượng khác đấy, cái đó mình không nói nữa. Đây là cái tình huống đó tôi muốn code ha. Để đây cái chỗ lúc nãy nói này, tôi tạo ra một, đây là tôi làm tháng vừa giờ mới nói đấy đúng không? Tôi ký ức ở đây là tháng, tôi lập thôi, chỗ này tôi lập, tôi dùng tôi lập trình tôi lập từ 1 đến 12 để tôi add vào item, và chỗ này các bạn thấy đây là thầy dùng anonymous function
Đó. Đây chính là cách tạo một cái anonymous function mà mình thấy hơi lộ ngộ đúng không? Đây là cái mà hôm trong cái bài thứ ba về về class trong C# đó, thầy có nói về cái cách mà các bạn tạo ra một cái lớp ở trong C# nó hơi đặc thù khác với Java mà trước đây con đã học. Tức là gì? New mà chỗ này con thể dùng mặc mặc cả tảng tập lệnh này nè, để các bạn thiết lập giá trị luôn. Tôi tạo ra một lớp không có tên, chỗ này bạn thấy không có tên này đúng không? Đây, thầy đổi cái viết mình nhìn nhé, chỗ này này lọn chỗ này chứ hả, chỗ này là không có tên đúng không? Đó, bình thường là tên lớp phải có đây này, đây là không có tên, đó, không có tên, thầy bôi đi nhỉ, không có nhìn nhầm, thầy tưởng rằng là ô phải làm như vậy, không phải. Đó, ví dụ vậy, bôi hết nào. Đây là mình tạo ra cái này gọi là một cái anonymous function. À quên rồi, anonymous class. Nó có khái niệm hàm nạp danh nữa. Đây là cái khái niệm về lớp mà nạp danh đúng không? Không có tên. Đây là tạo ra một object đối với một cái class ở dạng là anonymous class. Đó. Và tôi quy định rằng có hai thuộc tính, hai cái property cho cái anonymous này. Thứ nhất là property tên là tag, và cái thứ hai là cái property tên là value. Tôi tạo ra cái property và tôi gán giá trị. Đây thì thầy gán bằng cái chữ tiếng Việt là tháng ha, tháng là đây một chuỗi, và y là một số cho mình đổi ra chuỗi gắn vào để cho tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 12 đúng không? Gắn vào cho là tag của nó. Là người dùng người ta sẽ nhìn thấy chữ tháng. Còn value ở đây thì tôi lấy cái biến y từ gắn qua. Đó. Đây là một cách làm. Có những bạn thì làm theo cách là mình tạo ra tháng 1 thì mình sẽ value mình gắn bằng 31, tháng 2 thì mình sẽ code làm sao để nó gắn cho phù hợp là 28, 29 thì là đúng không? Tháng 3 thì value bằng 31, thì tháng 4 bằng 30, thì trong trường hợp đấy như lúc nãy thầy nói đấy, tức là cái selected integer chain với lại thằng value chain nó sẽ khác nhau đúng không? Ở đây thì thầy không quan tâm đến cái chuyện là để biết cái này, cái đó chính là anonymous function class ha. Thế thì khi mà truy xuất để biết người ta đã dùng gì thì các bạn thuộc dùng cái thuộc tính đó là selected item, thì nó sẽ gồm có hai cái thuộc tính là tag và value đúng không? Đó. Thế nếu như các bạn muốn lấy cái chữ, cái giá trị, cái chữ mà người ta đã chọn, chữ của cái đối tượng đã chọn thì mình truy xuất bằng cái thuộc tính là selected tag. Còn nếu như các bạn muốn lấy cái giá trị của cái đối tượng mà đã chọn trong quá trình hình chạy thì sẽ chọn selected value. Và để cho nó hiểu đâu là tag, đâu là value, thông qua cái chỗ này ha, cái nào hiển thị thấy và cái nào là giá trị đây này, thì các bạn phải quy định thông qua cái thuộc tính này hồi nãy mình nói đấy ha. Mình quy định trước là display member là tag, thì lát nữa mình sẽ dùng tag ở đây đúng chưa? Đó. Nếu như mình quy định value member là value value đây, thì các bạn viết thì chỗ lúc mà tạo anonymous function chỗ này phải là value. Nếu các bạn thích dùng tiếng Việt ấy là nhìn thấy, chỗ này tách này là nhìn thấy thì dưới này mình sẽ đặt là nhìn thấy đúng không? Nếu như các bạn quy định anonymous chỗ này là giá trị, nhớ là phải đặt viết liền nha, quy ước phải đặt tên là mình dân lập trình là mình biết rồi đấy ha. Giá trị thì chỗ này các bạn sẽ viết đây là giá trị, ổn đó ha. Đó, thì nó cũng dễ mà dễ ha. Bất tân thì đơn giản thì chắc cái này mình sẽ bỏ qua, mình nói cho nhanh đúng không? Thì đối với bất tân này, đây cái lúc nãy cái thuộc tính này, bất tân không chỉ có text nè, không chỉ có text nha các bạn, mà nó còn có email, tức là bạn có thể gắn hình mà. Lát nó trong ví dụ thầy cũng sẽ làm hình để mô tả. Thì bất tân cũng các cái sự kiện như focus, có một cái sự kiện rất quan trọng của thằng bất tân, tức là bình thường các bạn muốn bất tân để thực thi mệnh lệnh, thực thi các cái lệnh các bạn gán ấy, thì các bạn sẽ bấm dùng chuột, người dùng tôi bấm click vào. Thế còn nếu trong quá trình mà gọi lập trình ấy, mà mình muốn dùng lệnh mà gọi cái nó bất tân để nó thi hành thì người ta sẽ gọi phương thức này. Đó, cái này cũng các bạn biết là cái này ít người biết lắm đấy ha. Đó, mặc dù học thì cũng được học như nhau thôi nhưng mà thường hay quên đúng không? Ít có tình huống mình chạy mình dùng này. Đấy, đây để nhắc cái này còn nhớ đấy, gọi cái thằng sự kiện cho cái bất tân này. Sự kiện thì cũng bình thường đấy ha, đây thì cũng biết đặc trưng cho nó có sự kiện là kích và double click, nhưng thực ra nó có những sự kiện như là chuột hơ hơ trên đấy nó gọi là hover, con chuột đang ở trong cái vùng đấy hơ hơ là hover, mà rời khỏi cái vùng trên nút đấy thì nó gọi là out ha, mau mau out over chứ không phải out mà là over. Có nhiều khi thầy cứ nhớ lộn sang những cái ngôn ngữ khác đúng không? Di chuyển con chuột trên bề mặt của nút thì nó là hover.
Còn nếu mà rời khỏi con chuột trên nút, khỏi cái nút đấy, phạm vi của nút đấy thì nó gọi là over, nó đi ra ngoài. Khi mau down, mau up, đại loại như vậy, những sự kiện nó đều có hết, còn tự coi lấy ha. Radio button thì mình nói chung cũng bình thường thôi, trên cái này thì thầy cũng đi nhanh thôi. Thì hai này nó có một cái đặc điểm, tức là radio button này này nó sẽ hoạt động theo nhóm các bạn, tức là có nhiều mục chọn chung một nhóm và có tính loại trừ, đúng không? Tức là nếu như cùng nhóm mà mình chọn mục này thì mặc nhiên nó tự động nó bỏ chọn những mục còn lại trong nhóm. Còn checkbox thì nó hoạt động độc lập ha, nó không có cái tính loại trừ. Đó, còn lại cũng là để hỗ trợ cho người dùng chọn đánh dấu vào cái mục trên đó thôi, chứ này không có gì. Hôm trước các bạn cũng đã làm giới tính nam nữ đó, để chọn sở thích. Sở thích là bơi lội, nghe nhạc, đánh cờ, đọc sách, đại loại như đó ha. Thì mình dùng những cái checkbox hợp lý. Còn trong cái nhóm là nam nữ thì nó phải loại trừ, đúng không? Không thể nào một người vừa là nam vừa là nữ thì hình như chưa thấy, đúng không? Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là ví dụ như các bạn chọn cái trạng thái là một người có trạng thái độc thân, đã lập gia đình hay là đã ly hôn, ví dụ vậy đó ha. Thì trong trường hợp đấy mình có thể dùng cái dạng radio button, nó sẽ hợp lý hơn. Cái này các bạn nhớ là mình chọn khi nào mình phải hiểu để biết lúc nào nên dùng radio button và khi nào thì nên dùng checkbox. Phương thức sự kiện không có gì cho mình bỏ qua chỗ này ha. Cái cuối cùng cái này nó cũng đặc trưng và nó tạo ra tương tác thân thiện mà mình học về lập trình tương tác ha, hay là lập trình giao diện mà mình lại không biết cái tooltip thì thầy thấy nó dường như nó hơi kỳ cục, đúng không? Cho nên là trong cái phần video clip thầy bổ sung lại cái bài giảng để cập nhật thêm cái này. Đó, còn nhớ cập nhật lại cái bài giảng mà thầy cung cấp cho các bạn. Thế tooltip ở đây các bạn thấy cái tooltip có biết không? Tức là trong một cái quá trình nhập liệu ấy, mình muốn hiển thị một cái thông báo ha, thường mình gọi là thông báo. Thì ở đây nó kêu là thường thì tooltip nó chính là một cái vùng ha, một cái vùng mà dạng mà giống như là hình chữ nhật thế đó, mà nó sẽ tự động nó hiện lên trên cái giao diện của mình mà nó nổi trên bề mặt, thì nó gọi là pop up window. Đó, thì mục đích là để hiển thị hướng dẫn. Ví dụ mình người ta nhập vào sai thì mình sẽ báo là nhập sai rồi bé ơi, đúng không? Thì cái mình muốn nó hiển thị cái tooltip lên cho nó lịch sự ha, cho nó đẹp thì mình sẽ dùng cái này hiển thị. Thì muốn hiển thị thì cái tooltip này có màu sắc, đúng không? Thì có thể dùng hai cái này thì ai cũng biết là cái thuộc tính là is balloon, tức là nó hiển thị đây như cái hình bên này các bạn thấy này, cái này chính là balloon này. Đấy, nó giống ý của nó là hiển thị nó nổi lên như một cái trái bong bóng vậy đó. Các bạn thấy đời thường giống thế nhé, các bạn đi chơi lúc mình tại còn bé đó, mình cầm trái bong bay nó nổi, nó bay từ từ nó bay lên trên đầu của mình, đúng không? Lúc vừa bơm xong nhé, nên chẳng ai mong trái bong bóng nó tự động nổi lên trên đầu mình, nhưng mà nó bay mất bởi vì mình cầm cái dây, đúng không? Đấy, vì cái trạng thái của tooltip nó cũng sẽ hiển thị giống như vậy. Trên chỗ này nó gọi là is balloon, các bạn gắn bằng chu ấy ha. Và mình muốn nó có hoạt cảnh, tức là nó tự động giống như là mình cầm trái bong bóng mà nó tự động nó hiện lên, nó gọi là use animation, đúng không? Animation này nó đấy. Và cái trạng thái mà nó animation kiểu gì, tức là nó thầy không biết dịch cái từ fading này là fade, đại loại nếu các bạn làm web nhiều bạn sẽ biết là fade, tức là nó sẽ hiện ra từ từ, đúng không? Nó xuất hiện từ từ đậm dần lên thì nó gọi là fade. Thế thì chỗ này nó có 6 cái phương thức show ha, cho phép hiển thị cái balloon, cái tooltip ấy theo các cái dạng khác nhau. Chỗ này thì viết gộp luôn, nó chẳng có gì phức tạp, cho nên là thầy đặt luôn cái property method ở đây. Thằng này thì không có event ha. Nó có event nhưng mà những event ấy gần như mình không dùng đến, mình không đụng đến. Thế thì ở đây cái mình muốn hiển thị cái dòng chữ, ví dụ như mình nói số nhập sai rồi nhé bé, ví dụ như đó thì cái chữ, cái tham số thứ nhất quy định đấy, tham số thứ nhất ha. Tham số thứ hai là cái đối tượng mà mình sẽ làm chú thích cho nó, thì nó là một cái đối tượng thuộc lại cái này, y này là interface, tức là giao diện đấy, đúng không? Win32 Windows, tức là nó có từ cái thời ngày xưa đó, Windows 32 là nó có cái đối tượng. Thì cái này thực ra là nó chứa cái địa chỉ của cái đối tượng mà mình muốn thể hiện cái muốn gắn cái tooltip cho cái đối tượng đấy á. Thì trong trường hợp này thường là bạn sẽ chỉ ra tên của cái object, đúng không? Tên của cái
Ví dụ cái tech box của mình tên là mình sẽ gắn cái tên của gắn cái tên cái tech box vào đây. Đó, thì nó sẽ hiện. Duration là nó hiện bao lâu, hiện mấy giây ha. Tính đơn vị tính là milli giây nha. Nó tooltip nó hiện ra trong vòng 3 giây thì các bạn để 3000 đúng không? Và cái tọa độ ở đây là in chỗ này thì thầy dùng cái này nó dùng cái hàm là thầy, trong ví dụ lát nữa mình sẽ dùng cái hàm này. Nó còn có cái phương thức có 4 tham số. Tức là chỗ này hai cái XY này nó là point, tức là vị trí trên màn hình nhé. Thì cái đó nó cũng giống như cái này, sẽ thầy dùng cái này để minh họa cho nó. Tức là hoành độ, tung độ đúng không? Có liên quan đến cái cửa sổ mà hiện. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang mình làm một cái minh họa nha, mình làm một cái minh họa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái phần coding ha, coding để dùng Common UI đúng không? Thế thì trước khi mà thầy hướng dẫn các bạn cái bài tập, thực ra bài này cũng cái bài mà các bạn cũng khá quen thuộc rồi, đã từng làm đấy, nhưng hôm nay mình sẽ làm để minh họa dựa trên Common UI là mình sẽ dùng các cái phương thức thuộc tính sự kiện ha, một cách đầy đủ hơn so với cái buổi đầu tiên mà các bạn thầy chỉ gọi là trên giờ thực hành. Thế thì ở đây mình sẽ viết một cái chương trình. Đó, đây giao diện các bạn thấy thầy làm ấy là mình sẽ viết một cái chương trình có form đúng không? Có tick box để nhập cái số tiền mặt mình có. Rồi cái số tiền ngoại tệ có thể mình sẽ lát nữa mình sẽ truy cập vào một cái ngân hàng. Mình lấy tỷ giá để mình tập mình làm cái hiển thị là tên của loại tiền, loại ngoại tệ ha. Và cái tỷ giá mà mình sẽ chuyển đổi ấy, cái giá trị chuyển đổi nó sẽ là một cái giá trị số mình đưa vào đúng không? Thế rồi mình cũng tập result property, rồi mình cũng dùng sự kiện over để lát nữa, chỗ này là cái hình thôi nha, mà lát nữa mình hơ vào đây nó sẽ đổi màu đúng không? Đổi hình, gọi là chuẩn bị hình đấy, chuẩn bị vài cái hình lên. Bình thường thì hiện như thế này nhưng mà nếu hơ chuột thì nó sẽ hiện như thế khác đúng không? Đó, ví dụ vậy. Các cái nút này các bạn còn phải chịu khó đi tìm đúng không? Thì UI ở trên này thầy dùng mấy cái thôi, một là dùng label ai cũng biết rồi, text box cũng biết luôn, combo box thì cũng tầm thường đúng không, button cũng biết rồi, nhưng mà có thêm cái nữa là cái này các bạn có lẽ nhiều bạn chưa biết, đó là cái tooltip mình sẽ dùng ở đây. Đó. Về cái sự kiện đúng không, sự kiện thuộc tính và phương thức thì sẽ dùng có cái một cái thôi, đây cũng chẳng có gì nhiều mà làm nhiều quá nhìn nó lố đúng không. Mình phương thức mình dùng focus, property thì mình sẽ dùng icon. Các bạn có để ý chỗ này có cái icon này thế nào không? Đây, đây icon chỗ này nè. Form này có icon đúng không? Có cái hình này. Chứ nó lên mấy cái hình mặc nhiên kia nhìn không khoái lắm đúng không? Đấy, ví dụ vậy đó. Lát nữa mình cũng làm. Thực ra nó rất là đơn giản. Trước đây các bạn không biết ha, không biết bởi thầy không muốn chỉ và cũng nhiều bạn cũng chẳng quan tâm đúng không? Ví dụ vậy thì có thể quy định icon cho form này. Có thể email này đúng không? Rồi có thể canh chỉnh đại loại ba cái thứ vớ vẩn này để các bạn tự lát nữa mình làm và còn tự tìm hiểu theo các cái kỹ thuật ha, cái mình gọi là gì ta, các kỹ năng ha, kỹ năng lập trình mà mình giờ kiến thức nền mình cố gắng mình tập để mình làm để sau này mình tự lọ mọ chẳng cần phải dạy cũng biết đúng không? Đó mới là cái điều mà mình cần. Bản chất của việc dạy là dạy cho mình tự mò đấy. Nó mình khỏi mò thì nó hơi kỳ đúng không? Nhưng mà đúng ra là cũng mình tự suy luận và đọc thông báo. Cái đấy không mò tí nào nha các bạn. Đây thầy nói mò bởi vì nói chơi cho vui vậy thôi ha. Mà muốn lấy email vì hôm trước là có dùng hàm nạp email đúng không? Hôm nay thì chỉ có bạn dùng cái cách mà dùng result, mà result trong code luôn á, chứ không có dùng cái kia. Thì nếu mà dùng result truy xuất từ code ấy thì nó nhanh hơn. Đó là tài nguyên nó nạp lên rồi, anh sẽ gắn result thông qua code mã lệnh nạp hình lên. Cách này thì nó nhanh nhưng mà nó hữu dụng khi mà dùng lại nhiều lần. Thế nhưng mà nó sẽ không linh hoạt khi mà người dùng người ta muốn đổi màu. Ví dụ như trong đổi cái hình ấy, khi mà chương trình của mình chạy người ta muốn chọn hình hay lì gì đó thì các bạn phải dùng cái cách mà hôm trước thầy chỉ, tức là mình dùng cái email.fromfile load từ hình lên. Về sự kiện thì trong cái bài minh họa chỗ này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái sự kiện về key down đúng không? Sự kiện selected index change và sự kiện mount hover với về mount over đúng không? Đây này thấy thầy viết lộn là mount này mount over chứ không phải mount down này các bạn.
hover, tức là đi vào cái nút thì nó hiện cái hình, rời khỏi cái nút nó lại hiện cái hình khác, để tạo ra cảm giác là khi hơi chuột vào thì nó sáng lên, rút ra thì nó lại bình thường, đúng không? Đó, cho nó có vẻ ghê gớm, đúng không? Thì mình phải đi, các bạn phải đi kiếm hình trước nha, mình làm thì mình phải chuẩn bị. Thì cách làm trước thì có nói là mình phải có kế hoạch, trước khi làm thì mình phác thảo cái giao diện của mình ra, sau đó mình sẽ dự tính sẽ có những tương tác nào, đấy là các bạn sẽ dự kiến mình sẽ chọn sự kiện, đúng không? Rồi mình sẽ trang trí, tại vì mình làm lập trình giao diện mà, lập trình tương tác, lập trình giao diện ha, thì mình phải có hình ảnh, có kế hoạch trước, kế hoạch đặt tên biến vân vân, còn phải có viết sẵn ở tờ giấy ấy, thì còn làm nó mới nhanh được, nhanh và chuẩn, đúng không? Nó mới chuyên nghiệp. Đó. Thì đây thầy trước khi thầy làm cái minh họa hướng dẫn cho các bạn thì thầy đã tìm một số những cái này rồi. Bây giờ mình bắt đầu cốt ha. Đấy, thì tôi vừa mới khởi động cái project của mình, cái Visual Studio lên ha. Ở đây thì tôi cũng tạo ra, tôi muốn lưu, ví dụ đây tôi chỉ định lưu vào trong đĩa, lưu vào trong đây, lưu vào đây, và cái này tôi đặt tên nó là Foreign Exchange, đang đổi tiền đổi ngoại tệ, đúng không? Đặt tên gì tùy các bạn. Đấy, để chọn là Window Form, các bạn nhìn là Window Form rồi. Ok. Ok ha. Cái đầu tiên là muốn cái hình này nó có hình khác, đây là form à. Thế các bạn đi chọn cái sự cái icon đó các bạn, chọn cái icon. À mà trước khi lập trình thì tôi đã chuẩn bị hình rồi đúng không? Nhấn nút phải vào đây nhớ nha. Đây là cái bước đầu tiên là chọn property nè. Xong rồi tôi chọn resources, đúng không? Resource. Rồi cái này add resource mình chỉ ra. Ở đây tôi có tôi không biết à nó cất trong DC. Hồi nãy tôi trước khi tôi hướng dẫn các bạn, cái này tôi đã lưu nó xuống UI programming trong image đúng không? Để kéo này dọc lên chỗ. À đấy có biểu tượng của tôi lấy sẵn á. Cái tôi định minh họa gồm có cái này. Cái này đâu nữa ta? Đây. Icon của em đây. Đúng không? Icon này. Đó. Rồi refresh đây. Đủ rồi đó. Thế ví dụ đây tôi dùng mấy cái hình này thôi. Ok. Đó, mình thấy nó đưa vào. Đây là icon của mình đúng không? Đó, bây giờ mình lưu nha. Lưu. Tôi dự kiến tôi dùng chương trình icon. Nhớ icon cái này là phải ICO nha các bạn. ICO. Đây cái form này đây. Thì tôi đi tìm cái biểu tượng ICO đúng không? Icon này. Bấm lên thì chỗ này thì tôi chỉ ra email của tôi, image là cái thằng này. File ICO gọn thấy nó ra cái hình. Đơn giản đúng không? Form này tôi muốn đặt tên cho nó. Đó, hôm nay mình đặt tên luôn. Cái này tôi gọi nó là Foreign Exchange, đúng không? Foreign Exchange thì nhớ biết cái này đúng. Đây chính là cái form. Bây giờ mình có bao nhiêu cái label textbox, mình ngồi mình làm lại luôn nha các bạn. Mình sẽ làm cái label ở đây. Label này thì tôi quy định auto size bằng phone, đúng không? Rồi đây tôi cast to foreign, đặt tên gì thì các bạn, foreign money đi ha, ví dụ vậy, tiền mặt ra ngoài tệ đại loại thế ha, không biết đúng hay không viết đại đi ha. Ở đây mình không quan tâm đến, nếu mà tiếng Anh giỏi thì tốt, mà không có thì thôi tạm thời chấp nhận, nó hơi ngọng ngọng chút cũng được đúng không? Tiny Roman đúng không? Rồi chỗ này, ở dưới này thì 28 hay mình muốn canh chỉnh gì đấy thì ba trò này còn đối với các bạn bây giờ là tầm thường đúng không?
tôi muốn kênh mình kênh muốn kênh giữa theo cả hai chiều, ví dụ vậy. Ở đây mình làm một cái label, label này. Label này thì mình cứ thôi mình cứ gõ luôn chứ mình vừa làm vừa định dạng cái này lâu lắm ha. Này mình gọi là cash, your cash. Tiền của mày đúng không? Tiền của mày với tiền của tao đó. Chỗ này mình đặt lăn mình chép mà, cho nên chỗ này mình tham New Roman, mình chọn sai chữ giả sử thầy muốn nó là 14 đấy, cho nó lớn lớn chút, your cash. Mình lười copy paste thêm thằng nữa đúng không? Đó, ví dụ vậy. Thằng này là ví dụ vậy, foreign money nó kỳ đúng không, foreign currency đúng không, foreign currency ví dụ vậy. Đây thì tôi dùng cái các bạn nhìn thấy tooltip không, lan nó mình sẽ tạo này ha. Đây nắm lôi vào một cái thôi là tooltip của mình đã. Tech box đây, tech box tôi sẽ làm cái tech box cho nhập liệu, mà thực ra chỗ này thì các bạn dùng cái gì tùy các bạn, và tôi sẽ dùng cái này là tiền mặt đúng không? Đó, tiền mặt. Thằng này thì tôi sẽ dùng cái tech box để tôi minh họa cái sự kiện mà key press key down đúng không, để các bạn cấm không cho người ta nhập chữ. Nhưng mà nếu các bạn dùng những cái khác nó làm trí tuệ hơn nữa. Ở đây thầy muốn minh họa cái chuyện đó. Time New Roman, sai chữ này ví dụ cũng chọn 14 đi. Đấy. Rồi đây mình làm này là cái này gọi là gì? Tiền mặt đúng không? Chỗ này mình dùng combo box đó, combo box này. Mình tạo ra cái này, lát mình gắn USD hay quỷ quái gì đó. Chỗ này tôi cũng tôi dùng Time New Roman. Tôi dùng size là 14 đi, ví dụ vậy. Này lát nó mình tính đặt tên thằng này là loại tiền đúng không? Đây này là loại tiền. Đó. Rồi mình muốn có cái label đó thì mình copy mình bát, mình lười mà. Lười thì copy thôi. Đúng không? Đó. Mà thằng này thì thích lớn nhỏ gì đấy, mình thích nhưng màu mè tùy các bạn nha. Đây thầy làm cho nó nhanh để mình tập trung vào những cái mục chính. Đó. Cái này xóa. Thằng này đặt tên là ngoại tệ đi ha, ngoại tệ, ví dụ vậy. Chỗ này lớn mà. Mình màu mè mình kéo lên chút, ví dụ vậy. Khung này cho nó lõm nha. Bây giờ mình làm button nè, làm cái button đi. Button của em đây, ví dụ vậy nè. Mình giả sử cái chữ này đi, thằng này phông chữ mình chọn Time New Roman size là 14, ví dụ này. Rồi mình lời copy mà các bạn, mình copy bát một em, bát cái nữa là hai thằng đúng không? Mình cách thằng này khoảng cách đều, này make same size là không phải rồi, khoảng cách này là make vertical spacing equal đúng không? Là khoảng cách từ chiều dọc bằng nhau. Thằng này là refresh again đi ha, again. Tùy các bạn muốn dùng chữ gì các bạn muốn. Cái này là nút quit ha, quit hay exit gì đó cũng được. Giờ mình chọn hình thằng này, hình của thằng này. Đấy thì lúc nãy mình chọn rồi đó. Này process icon 1. Nó, hình này nằm đây thì mình chọn align, email align cánh trái. Đó. Thằng này thì mình muốn email đâu, refresh icon là cái nút này, canh của cánh trái nãy mình giờ mình canh hết lần luôn đi ha. Mình chọn cho nó lẹ, chỗ này là cancel icon. Đó, thằng này cũng là cánh trái. Đó thì ba cái dấu riêng mình làm ở đây là xong rồi.
Cái chữ thì các bạn muốn canh phải hay gì đó tùy các bạn, đúng không? Tool tip thì mình đặt là thông báo đấy ha, hay là thông báo đúng không? Thông báo. Bây giờ cái đầu tiên tôi muốn cấm không cho thằng này nhập, đúng không? Không cho thằng này nhập, không nhập gì ta? Không cho nhập chữ, tại nhập tiền mà, nhập tiền thì có số thôi. Thế chỗ này tôi chọn cái thằng này và sự kiện tôi sẽ chọn, tức là khi người ta nhấn xuống là tôi ngăn rồi đó. Tôi ngăn và tôi gọi cái thằng thông báo này nó hiện lên. Đó. Thế thì chỗ này tôi bắt cái sự kiện, nó có nhiều sự kiện quá. À, sự kiện key down, bấm phím mà, sự kiện key down. À. Thế sau đó chỗ này là các bạn thấy nãy lúc nãy trong cái slide kia, mình nhớ mình coi lại cái slide nha. Đây thầy lười thì không mở ra. Thì cái đối tượng thứ nhất object sender, thì mình bấm trên cái text box ấy, thì cái tiền mặt này là sender này chính là đối tượng tiền mặt thuộc loại text box nó truyền vào. Và cái sự kiện khi bấm phím nó được truyền vào dưới dạng là key event ARG, đúng không? Còn muốn đọc những cái thông số này còn dưới control ạ, nhìn nè, dưới control thì hơi chuột vào cái này nó sẽ ra cái bàn tay á, bạn bấm một cái á, là nó sẽ mở cái này ra, các bạn có thể đọc cái chú thích, chú giải nó diễn giải cho những cái này ở đây, đó là của thằng .NET ấy, các bạn thấy không? Cái lợi hại của thằng XML comment là rất quan trọng. Nó dịch rồi nhưng mà nhờ XML comment các bạn đến đây còn đọc, hồi nãy mình nói tay cũng chép từ đây ra thôi các bạn. Cái thằng thuộc tính control này nó chỉ ra nếu mà nhấn control thì thằng get này nó sẽ trả về true, nên nó có thông báo còn đầy đủ hơn lúc mà thầy nói ha. Rồi key code đúng không, thằng này nó nói nè đó, thì mình có thể mình dựa vào cái mã ở trong cái thằng key này mình đọc đó, mình đọc cái key này đó, như thầy hướng dẫn gọn đọc tài liệu luôn ha, hiện bên kia cũng được mà vô này cũng được. Thế thì ý tưởng là như vậy. Giờ chỗ này là sao viết, chỗ này mình viết là nếu như mà e chấm đúng không, đấy các sự kiện của nó đây này. Đây mình quên thì mình có nhìn thấy được đấy, nếu mà e chấm key code tức là cái lớn hơn, còn viết nghịch hay viết thuận được, giả sử thầy viết thuận đấy ha, viết nghịch đi ha, xếp thỏa và lấy phủ định cũng được nha. Đây thì lớn hơn bằng như vậy. Chỗ này các bạn thấy không, nó tự động nó chỉ ra mình cái key này là nhìn bên phải nè, các bạn nhìn bên phải này, tại vì cái con chuột của thầy nó hơi nó luôn luôn lệch màn hình, thầy cũng không biết cái nguyên nhân đấy và thầy cũng không muốn chữa cái đó, nên các bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi thầy hơi chuột ở đây nè, nhưng mà nó hơi bị lệch lên, cái con chuột nó sẽ bị lệch lên, tức là các bạn nhìn thấy nó lệch về phía trên bên trái anh chút á, thì còn canh cho bên phải nó chính là cái vị trí này là ngơ chuột thiệt đấy ha. Cái vụ này nó hơi khó chịu ha. Thì các bạn thấy này, nó đề là enum nè, enum key là specific key code and modifier, tức là mình chỉ ra rằng là mình đã nhập mã gì đúng ha. Thế mình chọn này thôi, key chấm, thì trong này nó hiện ra là các cái loại phím đúng không? Thì chỗ này các bạn có thể chọn D, tức là phím chỗ này các cái phím chữ của mình ấy, nó sẽ là D, mà mình bấm D0 tức là mình bấm số 0, D1 tức là mình bấm phím 1. Như vậy thì nếu như lớn hơn bằng D0 tức là người ta nhập các cái số từ 0 cho đến E.keycode, nhỏ hơn bằng cái gì đó khi chấm D9 đúng không? Tức là D9 nha các bạn. Đó. Tức là nếu mà nhập các ký số là trong phạm từ từ số 0 cho đến chữ số 0 cho đến chữ số 9 là ok đúng không? Thì nó sẽ là ok. Vậy thì chỗ này mình vậy thì nếu mà ngoài là không ok thì phải lấy phủ định. Được không? Được không? Đó là không à, chỗ này thì nếu vậy thì mình lại phải ngoặc thằng này hết, cấu trúc lại biểu diễn kiểu này thì nó bảo lỗi, đúng không? À, nếu như mà không nằm trong khoảng này thì báo lỗi. Như vậy chỗ này tôi sẽ gọi thằng tooltip this chấm thông báo ha, chấm show nó, rồi show nó lên only, ví dụ mình nhập tiếng Anh đi, only only number, ví dụ vậy đấy ha. Đó. Rồi vì cái vậy thì nó hiện trên thằng nào, nó hiện trên chính cái thằng tiền mặt đấy, đúng không? Như vậy các bạn có thể chỉ cái thằng sender đây, đó. Sender. Thế nếu mà các bạn chỉ sender đây mà nó báo lỗi ấy, tại vì làm sao? À, nó không báo lỗi vì mình đang
Ở đây thì nếu giả sử bỏ lỗi thì còn bên trên kia còn buộc phải phải ép kiểu cái thằng sender nó thành cái loại cụ thể, đúng không? Nhưng đây nó chỉ eWin 32 window, tức là các cái component của bạn đều có cái định danh liên quan đến cửa sổ. Là đại loại mình hiểu cái interface Win 32 window, tức là cái định danh liên quan đến cái cửa sổ của mình đang làm việc, đúng không? Ở chỗ này mình x tầm 0, y ví dụ đây y mình đặt nó lùi lên trên một chút, ví dụ tôi lùi lên là 50 đi ha. Và thời gian tôi hiện cho hẹn là 3 giây rưỡi, 3.500 đó, hiện lên. Đây sender thì nó không chịu này, object nó không hiểu. Object cannot from object to E12 đúng không? Thì lấy các bạn phải ép kiểu nha. Tức là chỗ này, cái này mình biết nó là text box đúng không? Thì mình ép kiểu nó thành text lọt. Ép kiểu nó thành text box mà. Về tên sẽ bằng là mình ép kiểu cái thằng nó thành text box đối với cái thằng sender đúng không? Đó. Và chỗ này thì mình chỉ ra rằng là ta muốn mày hiển thị trên cái thằng tên này đó, thì nó sẽ hiểu. Đây là trường hợp thì muốn các bạn tập mà truy xuất để ép cái thằng này về mà sử dụng nó thôi, chứ thực ra nếu chỗ này các bạn dùng này cũng được, tức là các bạn dùng này là đúng rồi nha, này đúng rồi. Bây giờ thầy viết cái trường hợp mà thường nếu mà mình không biết cái cách này á, và mình lười không biết cách này, thì các bạn dùng cách chỗ này là this chấm cái thằng kia là tiền mặt đúng không? Cái text box đấy là tiền mặt thì mình biết dư biết thì mình tạo ra mà, thì mình chỉ lên luôn, thì trong tình huống đấy các bạn không cần cái này được ha. Bạn biết cái này và món này chỉ có một lệnh thôi, bỏ này đi. Thế nhưng ở đây các bạn biết đó, là viết như thế này thì các bạn chỉ viết được cho duy nhất một text box tiền mặt thôi. Nhưng mà giả sử trên trên giao diện mà mình có khoảng 10 cái ô để nhập số như vậy, thì không lẽ mình viết 10 cái này đúng không? Đấy, thì trong trường hợp đấy còn dùng cái cách lúc nãy là trí tuệ hơn. Đấy, cái này phải undo lại đấy. Đó, cách này trí tuệ hơn, tức là lúc đấy bạn sẽ viết cái này cho viết một hàm thôi, và cho 4-5 cái text box là dùng như nhau ấy, tất cả đều cấm số được, thì bạn phải viết kiểu này đúng không? Còn kiểu lúc nãy thì chỉ dành cho được một cái text box tiền mặt thôi, thì cũng dở đúng không? Chạy thử nha, chạy thử xem thành quả của mình nó ra sao. Máy của thầy biết bữa nay nó chạy sao nó lên chậm rồi. Vẫn chưa thấy à, đây giờ mình nhập nào, nhập số nha, số thì đương nhiên bình thường rồi đúng không? Đấy, các bạn muốn này only number đó. Được ha, mà thầy bây giờ là phải số âm mới đúng đấy ha, tại vì này nó đang hiển thị lùi xuống bên dưới, mình muốn hiển thị lùi lên bên trên. Thì chỗ này phải là âm 50, âm 50 nha các bạn. Thế thì đây mình chạy lại. Đây. Mình có A thì nó hiện only number đúng không? Nó hiện âm 10 là cao quá. Em muốn hiển thị cái này là cao quá, cái này chắc chừng 25 thôi. Đúng không? Thì tùy các bạn nha, ví dụ vậy. Này. 25 thì nó hiển thị ngay bên trên, nó nhắc mình. Thế nhưng mà bây giờ em gõ cái này vào mà nó chỉ hiển thị thôi là chưa đủ đúng không? Vậy thì chỗ này nếu mà làm như thế thì cái thuộc tính lúc nãy ấy, key suppress, tức là e chấm key suppend suppress key press ha. Thằng này sẽ gán bằng true, tức là hủy cái này đi, không cho nó nhập đúng không? Thì lúc đấy nó sẽ không gõ được. Bây giờ tôi vẫn gõ được mà. Bây giờ gõ được. Phải đang bấm trên phím đó, nó hiện number, only number. Mà gõ số thì không sao, đúng không? Đó. Và bây giờ gõ chữ, có số này phải gõ chữ A này. Gõ chữ A là nó hiện only number. Đây chính là tool tip các bạn. Cái này là tool tip. Ví dụ mình có 10 triệu đi. À, mình chưa bấm được cái kia, đúng không? Cái thứ hai là currency hiện giờ mình muốn hiện ra thì mình chưa làm được, đúng chưa? Vậy xong cái thứ nhất. Ok ha. Bây giờ cái thứ hai thầy muốn lấy tỷ giá, ví dụ vàng ngoại tệ với Vietcombank đi. Vietcombank. Và đây thì tôi thấy có cái chỗ mà tỷ giá đây. Đấy. Và tỷ giá này mình sẽ lấy US. Ok ha.
rồi mình sẽ làm mấy cái. Thì bây giờ mình quay trở lại chương trình của mình lấy tỷ giá của nó, thì trong cái form này mình sẽ chạy, mình sẽ init. Cái lúc nãy là loại tiền đấy ha, loại tiền đúng không? Đấy, đặt tên là gì quên à? Đây là đặt đấy là loại tiền mà đúng chưa? Đây tôi code để tôi nạp cho chị cho thằng đó. Và trước khi loại tiền thế này, this chấm loại tiền cái combo box của mình nhé, chấm display thì tôi dự tính display number trong kia tôi đặt tên nó là loại tiền đúng không? Loại đi ha, hay là NT đi, ví dụ vậy. This chấm loại tiền chấm value đúng không? Value member, cái này là cái này có thể gọi nó là tỷ tỷ giá đi ha, tỷ giá thì tùy các bạn đặt là gì, tùy là chỗ này tôi gán thôi. Này là gán cho chị nè, sai value gắn giá trị thì mình list chấm loại tiền chấm item, chỗ này mình add đây đúng không, add một cái đối tượng của anonymous class. Anonymous class được tạo ra bởi từ khóa tạo đối tượng của lớp là new đúng không, và chỗ này tôi quy định cái thứ nhất là loại nt sẽ bằng đúng không. Chỗ này là USD đúng ha, cái thuộc tính thứ hai của nó là tỷ giá sẽ bằng chỗ này thì tôi cũng phải trong này là chữ hết nha các bạn, trên chỗ này mình buộc phải gắn bằng chữ đó. Tỷ giá bên này tôi gắn nó bằng 23 đấy, chỗ này nó viết là phẩy để cho nó dễ đọc thôi, nhưng mà thực ra chỗ này của mình là này, chỗ này dấu không có dấu chấm phẩy nha các bạn. Đó, tỷ giá là 23 thì nó là số đấy, mình nhớ là gõ đúng số nha. Có nhiều bạn thì cứ gõ dấu phẩy và như thế lúc nó chuyển nó ra sai đúng không? Pass mình làm vài thằng thôi. Đấy, vài thằng USD là 1. USD là 1 ha. Thằng thứ hai là AUD này. Nó chính là thằng này. Số của nó chính là số này. Đấy. Thì số mà chỗ này thì số thì ngăn cái hàng ngàn thì mình bỏ, nhưng mà ngăn cái thập phân thì phải có đúng không? À, chỗ này là Canada đi. Canada mình làm vài cái lỡ gặp mấy cái thôi đúng không? À, chỗ này chính là 17 đấy, của ngày hôm nay. Đây là tiền mặt bán ra, mua bán thì là mình cứ coi mình chọn. Euro đi. Euro. Đây ha. Tỷ giá mình gán, nhớ ngăn cái hàng ngàn thì bỏ nha, nhưng mà ngăn cái thập phân mà bỏ thì sai giá trị đúng không? Đấy. USD đây mình lấy tiền Nhật đi. Tiền Nhật là 200 đấy, cộng đi mình mang vào vào đây. Và tiền nữa là tiền Nga đâu ta? Russia. Đây, rúp đúng không? Nó ví dụ vậy. Mà thầy định chọn nhân dân tệ mà ghép thành Trung Quốc rồi thôi chọn này. Bán ha. À này mình chọn tiền mua các bạn. À, đúng là mình chọn bên phải thôi cả đi ha. Tại mục đích của mình không phải là việc đúng chính xác hay không. Nhảy gán là giá trị rồi nào. Đó. Thế giờ thì tôi muốn rằng khi chọn cái nào ấy thì bây giờ chạy thử này để chọn, chưa có lấy giá trị gì hết nha. Đây có 10 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này dùng Matchbox hay hơn. Đấy, dùng Matchbox để mình biểu diễn cái cách để mình làm cái kia thôi. Đấy, có tiền USD này, đúng không? Bây giờ mình chọn cái này làm sao mà lấy được cái giá trị đó. À, bây giờ mình sẽ bắt cái sự kiện lập trình cho cái thằng này là Selected Index Chain, đúng không? Và để mình lưu lại cái tỷ giá này để mình đưa vào đây. Đó, trong tình huống như thế thì tôi sẽ khai báo một cái biến private, một cái biến là biến kiểu float hay double, ví dụ thầy dùng float đi ha, float, một cái biến là
TG đi. Đó, TG. Ban đầu thì bằng không, đúng không? Đó. Thế rồi bây giờ tôi bắt cái sự kiện đối với thằng này, tôi chọn này và tôi tìm selected index chain này các bạn, chọn này. Selected index chain của cái loại tiền này thì tôi sẽ lấy cái value nó và tôi đổi. Như vậy là this chấm chỗ này bị bấm sang ra cái chữ này, this chấm tỷ giá TG của mình sẽ được chuyển đổi bằng float chấm pair. Mà pair cái gì? Pair cái gì? Pair cái loại tiền, this chấm loại tiền, đúng ha, chấm selected value, đúng không? Đấy, cái giá trị nó chọn thì thằng này chắc là số là lúc nãy là mấy cái số mà tỷ giá là 300 353.94 hay là 17.088,32 đấy, đúng không? Chính là này, đổi ra thì mình lưu lên kia. Ok hả? Thì selected value này nó sẽ là cái giá trị đây, mình phải chuyển nó ra thành chữ, đúng không? Tức là to to string nha các bạn. Dùng phương thức để chuyển ra chữ. Ok, chạy. Bây giờ mình chạy rồi ấy, thì bây giờ đến lượt mình xử lý cái sự kiện cho cái nút này. Ở đây thì cái nút exchange này hay là nút này, những nút này tôi muốn khi hơ chuột lại ấy, thì hơ chuột vào đây nó ra bàn tay, nên chỗ này tôi chọn là nó vào cái sự kiện chỗ này, mình đi tìm cái thuộc tính cursor, là cursor mình chọn đây là hand, đúng không? Đầu hand nó ta. Thì nhớ nó có cái hand đó. Đây hand này, nó sẽ ra bàn tay. Đó. Sau đó là chỗ này thì tôi muốn khi mà over, đây tôi chọn sự kiện nha. Tôi chọn mount hover, hover đâu nào. Mount hover đây, mount hover đây. Đó. Thì tôi viết tôi sẽ list chấm image. Đây là list chấm button 1 chấm image. Đúng không? Sẽ bằng lúc này cái cách mà bây giờ mình hôm trước thì chưa chỉ, bây giờ mình mới biết là mình chỉ vào property, đúng không, chấm resource chấm thấy dễ đúng không, dễ cái này chả chỉ là biết, chẳng có gì. Mình cho nó close là thầy làm cái nút giống vậy mà nó có màu vàng sáng lên á, gắn này thôi. Còn nếu mà out thì tôi trả lại bình thường, đúng không? Nên chỗ này cái sự kiện của thằng này là mount over, đây là mount hover này, đây là mount mount leaf. Vậy là thầy cũng nhớ lộn tên sự kiện đấy ha. Mount hover đó là di chuyển đây, mà rời khỏi nó là mount leaf, thì nó cũng giống vậy. Lười quá chép là các bạn copy ra ngoài thì trả lại nút bình thường, tức là không, cái nút này không phải nút này nữa mà là cái này, nó chính là cái năng này. Bây giờ mình nếu mà mình click thì mình sẽ làm gì? Chỗ này mình chọn cái thằng này, bấm sự kiện click. Đó, với sự kiện đây là chuyện đi chuột vào nhé, rời ra này là click. Thế thì khi mà mình click thì mình sẽ tính, đúng chưa? Tức là mình float cái này là tiền Việt sẽ bằng float chấm pair, đúng không? Mình pair cái gì? Pair cái list chấm tiền mặt chấm text. Người ta chỉ có nhập này là chắc chắn là pair được rồi, đúng chưa? Đổi được nè. Bây giờ mình muốn đổi ra ngoại tệ, tức là đổi được ha, tức là mình dùng float đổi kết quả đi, kết quả sẽ bằng là cái tiền mặt đem chia cho, đúng chưa nhỉ, chia cho list chấm tỷ giá tg tg được hả? Được chưa, tiền mặt này là tiền Việt chứ hả, nó tầm 7 tiền nó báo lỗi đấy. Thế thì cái này có một cái điểm bất thường chỗ này, giờ mình vô một cái bấm luôn là báo lỗi nè, nè chưa làm gì hết bấm là nó chửi mình, đúng không? Chửi mình. Đến trong trường hợp này á, trong này các bạn phải đặt cái sự kiện này là enable on phone nhé. Đầu tiên vô này là enable sẽ on phone. Thế nhưng mà trước khi để đặt cái enable on phone này thì mình test cái trường hợp mà hover và hơ chuột đòi này các bạn, bạn thấy không? Hơ và đòi, hơ đòi, rút, đúng không? Đấy, những cái khác còn tự làm nó thì chỉ mô tả cái thôi, lười làm chiếc này. Thì cái video clip nó cũng quá dài rồi.
thì chúng ta là thầy cô chỉ mô tả một cái thôi. Thế đây mình đầu tiên mà nghiên lại vô á, là mình sẽ đặt enable đâu bằng phone đó, và chỗ này mình chạy mình test thử là bây giờ không bấm được rồi, đúng không? Thằng này gõ và thằng này đã chọn thì mình bật thằng này lên, đồng ý ha. Đó, như vậy chỗ này mình text chain, chỗ này mình bắt sự kiện text chain, mình this.button1.enable sẽ bằng mình sẽ bằng hai cái, kết quả của hai cái, thứ nhất là this chấm tiền mặt chấm text chấm len lớn hơn không, và đúng không, cái thằng giá trị của cái thằng thằng cái this chấm tg lớn hơn không, đó lớn không thì mới được nha các bạn. Đó thì tương tự với cái sự kiện mà selected index chain hồi nãy á, là sự kiện này nè. Chỗ này nè, mình nó chỉ được hiện lên khi nào đã nhập số tiền vào đây và cái này đã được đổi giá khác không. Đó, thì bây giờ các bạn thấy này, bây giờ mình có nhập số là 10 triệu 123 123, nó cũng chưa, nó chưa hiện đúng không, mặc dù index chain nó chạy đó. Bây giờ mình chọn thằng này lên, chọn thì lúc này selected value, à chỗ này mình bắt cái sự kiện selected index chain này nó bị lỗi cái selected value đúng không, loại tiền item cao bằng 6, xong rồi chúng ta mình có chọn mà. Ngập trục trặc lại, video nó lại dài ra không nên chúng cái này bị lỗi, mình bị bể kế hoạch ở chỗ là mình không xác định được cái value của nó, thì chỗ này mình sẽ không lấy được, không xử lý được đúng không. Ở đây thì chỗ này mình sẽ tính sau nha, là chỗ này tính sau, chỗ này nè, đầu tiên mình phải lấy, tức là mình trong cái không cái system namespace nó có một cái là system type, mình phải đọc được cái kiểu của anonymous, chỗ này phải đặt là t đi, sẽ bằng this chấm loại tiền ha chấm item, à chỗ chấm selected item ha. Và đây là một object, một object đấy mình tạo ra dưới dạng anonymous class này, nó tạo dưới dạng này thì selected item nó sẽ trả về một cái object có loại nt và tỷ giá đúng không, thì đây chính là một object, và lúc đấy mình không có đặt tên cho nên lúc này mình khó khăn ở chỗ này, mình gặp phức tạp ở chỗ này. Đó, thực ra cái này kỹ thuật cao mới viết được, nhưng mà thầy lỡ thầy ẩu thầy không có chuẩn bị trước cho nên thôi viết luôn, tập cố gắng hiểu nha, chỗ này hơi khó hiểu đó. Ở đây thì mình get type tức là đọc, thì nó sẽ đọc được tên một cái anonymous đó đúng không. Đấy, khi đọc được một cái object đó là tên của cái loại đó, tên của cái anonymous class, mặc dù mình không đặt tên nhưng mà trong để quản lý những đối tượng dạng này thì cái thằng trình biên dịch nó sẽ đặt tên, nó tự động đặt tên theo cách của nó, mình không đặt tên theo cách của mình, nó tự động đặt tên theo cách của nó. Thì mình đọc được tên rồi thì lúc này mình mới truy xuất vào cái thuộc tính tên là tỷ giá để lấy giá trị. Như vậy thầy có một cái là string, thầy gọi nó là van đi ha, sẽ bằng cái mình cái thằng t này này chấm get property ha, get property này. Thì mình chỉ ra thôi, property của mình trên game mình đặt nó là tỷ giá đúng không, tỷ giá, và chỗ này truy xuất vào cái thuộc tính đó để mình lấy giá trị của nó. Như vậy gọi tiếp là get value của thằng nào, get value của cái thằng selected item loại tiền ấy, đã chọn ấy, là của cái thằng list chấm selected ha, selected loại list chấm loại tiền chấm selected
item, đúng không? Đây chính là object mà mình cần lấy. Và trong trường hợp bằng null thì mình để mình đặt null đây cũng được. Và kết quả thằng này sẽ to string chuyển ra. Thế sau khi tôi chạy cái này xong á, là tôi sẽ lấy được cái giá chuỗi, chuỗi mà nó đại diện đây này. Chỗ này mình dở, lúc nãy mình đặt cái này lỡ rồi thôi, cả nó này nãy mình đặt là số luôn đấy ha, tỷ giá bằng 3 phép mấy luôn, không cần dùng giấy kép. Thì chỗ này mình đọc về luôn ha. Thế thì đây sau khi mà lấy được van này rồi thì đây tôi cân bằng nó, tôi pair nó sang, tôi pair cái thằng van là sẽ chạy được, ok ha. Thế này mình sẽ mấy dưới này thì không có gì, các bạn chỉ cảm thấy khó chịu, khó hiểu ở chỗ này thôi. Cái này khó bởi vì trình độ mức cao mới viết được cái dạng mà gọi là chạy theo kiểu generic, xử lý thai nó chạy chung cho các tình huống. Thì thôi lỡ thì viết luôn, cố gắng hiểu ha. Thầy ẩu chỗ này đó ha, hôm nay thầy ẩu chỗ này, lẽ ra là thầy viết trước thử xong rồi thầy mới chỉ cho các bạn cái cách làm sao để nó đơn giản nhất. Khó chỗ này là dùng anonymous function. Thế nhưng mà thôi, chỉ cái khó này sau này các bạn cứ yên tâm, gặp những tình huống này kiểu gì cũng làm được, đúng không? Không sợ. Bây giờ chỉ test thử nè. Ví dụ tôi có 10 triệu. Tôi chọn loại ngoại tệ, đây là USD, đúng không? USD. Thế các bạn thấy nó xuống đây, nó lấy được vang của tôi là cái số 16136.19 USD là. Ủa, bây giờ mình chọn USD hay là chọn gì vậy? Em chạy nè, nó sẽ hiện này là AUD chứ, đúng không? AUD của mình đúng không? 16136 này, lấy được cái số đó, lấy được rồi. Bây giờ chỉ bấm thằng này để tính thôi. Thế thì đây, sau khi mà đã tôi debug, tôi tính thằng đấy rồi, thì cái sự kiện click ở trên cái nút này, tôi sẽ tiền Việt ha, kết quả là tính được tiền kết quả này. Và cái thằng mà list chấm đấy kia là gì ta, không phải chết toi này, là tiền trùng biến rồi các bạn. Cái này nãy đặt là gì, ngoại tệ à, này đặt là ngoại tệ. Thế thì list chấm ngoại tệ chấm text sẽ bằng cái thằng kết quả thì gán qua, mình lại dùng lại cái thằng hôm trước nha, string chấm format. Chỗ này chuỗi của mình là mình thể hiện là gắn cái thằng đó vô, đúng chưa? Gắn vào thằng đó vô. Thì chỗ này tôi đặt tham số, đây là thằng vị trí, cái này là placeholder của mình. Thì mình ngàn thì ngăn cách là dấu này, đúng không? Thập phân thì có hai số. Và chỗ này thì tôi muốn tôi thằng thứ hai luôn. Tức này là ok ha. Giờ mình phẩy, chỗ này là thằng nào nhỉ? Kết quả, đúng không? Kết quả. Rồi đây tôi cộng thêm với cái thằng list gắn ngoại tệ vào mà. Tôi cho thằng này khoảng trống là chút nhỉ, khoảng trống này. Kết quả tôi gắn vào cái thằng list chấm loại tiền chấm selected. Bây giờ thì truy cập selected value mới được các bạn. Selected text chứ ha. Selected text mới được. Text với value mới ra chỗ này mới truy cập được. Hồi nãy chạy trên kia là nó chưa chọn, mới chọn xong nó mới có. Tức là nãy mình chọn sự kiện cũng chưa ổn. Mà thầy không mất thời gian, muốn mất nhiều thời gian thì mình chọn để giải quyết cái vụ này như vậy. Chỗ này mình gõ vào có 10 triệu, 123. Thằng currency chỗ này mình có là mình muốn đổi ra USD đi. Đấy, USD này, exchange này, đổi ra được 400 ba mấy này. Nếu bây giờ tôi chọn cái này là euro thì cho nó exchange nó sẽ ra cái này, đúng không? Còn các bạn muốn nếu mà mình bắt cái sự kiện này, thằng này có là cũng làm hover với lại over như lúc nãy thầy nói nha. Mình sẽ bắt sự kiện mau đâu rồi, mau hover và mau leave cho hai cái nút này là để mình tự làm nha. Đây thầy chỉ viết cái chỗ này thôi, tức là do cast, tức là list chấm chấm gì nhỉ, chấm tiền mặt mà chấm clear đấy, gọi sự kiện hồi nãy mình học đó ha. Nghe gọi sự kiện xóa đi, list chấm cái này là gì, ngoại tệ chấm này có clear không, có đúng không, chấm text thì không có, thì dự án bằng kiểu này cũng được đúng không, kiểu gì cũng được. List chấm loại tiền chấm clear, thằng này có clear không?
Mình quên mất sự kiện lúc nãy các bạn. Thầy viết nhiều, thầy lâu thầy không viết thì cũng quên mất tiêu luôn. Selected. Mình tự chọn cái thằng selected index bằng trừ 1 từ selected. Selected index, có nhìn thấy selected index đâu nhỉ? Đây. Nó bằng trừ 1 tức là nó không có chọn, ví dụ vậy. Rồi cái nút số 1 bị liệt đúng không? Nghe this chấm button 1 chấm enable sẽ bằng không. Đó. Ví dụ vậy. Và khi mà chạy lại tức là chưa chọn lại ngoài này như list.tg sẽ bằng không được ha. Đó thì nó sẽ đó, tôi mình thiết lập một số cái như này và chọn army focus nó chứ đúng không, gọi là list.tiền mặt.focus. Thì đây là những cái sự kiện đặc thù nãy mình đã học trong cái bài của mình. Để mình chạy thử nào. 200 triệu bữa nay trúng vé số đúng không, 123 123. Muốn đổi ra tiền Nga để sang Nga mua máy bay thì 200 triệu mua thế nào được máy bay hả, tính được tất cả là 567.000 565.000 rúp đúng không. Ở chỗ này mình again đó. À chết toi, selected index change, nó bị gán lại thì thằng này. Như vậy chỗ này mình phải mình đặt chỗ này, lúc nãy mình biết vẫn còn bị thiếu nè. Trong tình huống này mình nếu mà list chấm nếu mà để list chấm loại tiền chấm selected index đâu rồi mà lớn hơn bằng không, tức là ít nhất phải chọn từng cái thì mình mới tính đúng không. Mình vừa thiết lập cái kia ngay bị sai nè. Đó gọn thấy không, mình nếu mình lập trình mà mình tính toán kém ấy ha, tính kém kém do chủ quan do dở, trong trường hợp này là dở đúng không, thì nó sẽ bị lỗi. Thế là nếu mà cái này phải lớn không thì mình mới tính, chứ nếu không cái thằng này nó bằng null nè, cái thằng select item bằng null mà truy xuất ghép thai bị lỗi đó. Thì chỗ này mình stop đi, chạy lại nha, chạy lại nè. Giả bộ hồi nãy mình là 200 triệu 123 123 đúng không, đổi ra thôi, bây giờ đi sang bồn nó, đi sang Úc, đi Úc mua mua táo đi, exchange again thì ok rồi đúng không, đấy là ổn. Giờ lại có 100 triệu 123 123. Thôi lần này mình không sang Úc nữa, mình đi sang Mỹ đi, sang Mỹ mua iPhone về xài chơi cho vui ha, exchange. Đấy mình thấy này, hover này nó đổi màu đổi đó. Rồi nếu ở đây mà mình gõ sai này, gõ A thì nó hiện tooltip only number, hay là mình gọi mình nói bậy, mình gọi là nhập sai rồi bố đúng không, đấy gõ bậy nó hiện. Cái này có mấy cái này các bạn thôi, cái những cái chuyện này cũng đơn giản đúng không. Đây có một số vấn đề, bây giờ cái clip nó cũng rất dài, thầy muốn ngưng ở chỗ này, nhưng mà trước khi ngưng thì phải nói về cái tool tip này. Còn chuẩn tip này thì các bạn thấy nó có nhiều cái lắm, mà ví dụ như là tip icon mình tự mò nha, mấy chuyện này nó đơn giản. Mình muốn có thông báo tool tip type thì mình gọi chữ vào đây, tool tip icon thì nó mình muốn nó có biểu tượng ấy, nó hiển cho nó vui mắt để chọn này. Đó. Thôi bài học bữa nay mình đến đây là kết thúc ha, coi như là thầy có một cái minh họa liên quan đến property, liên quan đến method, liên quan đến event đúng không? Đối với những đối tượng phổ biến trên giao diện đây của mình chính là gì? Chính là text box, chính là combo box, còn là label là button đúng không? Và có một cái thầy đưa vào cho cái bài giảng của mình cho nó sinh hoạt sinh động hơn, mình chọn là tooltip, cái này là tooltip nha các bạn, cái này là tooltip để mình code. Và trong quá trình làm như thế thì mình có một cái sự kiện mà hôm nay mình thấy là lạ đúng không, mà hồi lâu lúc mới học con này hỏi đấy, tức là ngăn cái việc sân số thì các bạn chọn cái sự kiện liên quan đến key event ARG đúng không. Riêng đối với combo box và list box thì mình có thể tạo anonymous class, nhưng mà cái dở nhất của cái anonymous class thì cái khó khăn nhất là mình làm sao truy xuất được cái thuộc tính mà mình mới tạo cho cái lớp nặc danh ấy. Thì trong trường hợp đấy con buộc phải dùng cách này. Cách này thì đối với người mới học như mình là khó, không phải dễ nha các bạn, khó đó. Cho nên bạn nào mình xem cái mình nhìn vào ô cái này dễ quá hiểu được là mình thông minh đấy, là mình xịn đấy. Cái này là khó lắm.
Có bạn thắc mắc về cái này thì các bạn có comment trên cái video đó ha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở đây đúng không? Về thuật toán thì không có gì, ba cái trụ nút clear hay là còn cái này nữa, tức là mouse hover mà hiện một nút ra một nút đấy. Bây giờ mình có ba nút là mình phải sáu cái đúng không? Dở. Còn có thể ba nút mà còn chỉ có hai cái thôi, mà 10 nút chỉ hai cái thì mình thử suy nghĩ xem có làm được. Những chuyện như vậy thì đã từng chỉ nên dựa trên phương pháp kỹ thuật thôi các bạn là làm được. Còn hôm nay thì thầy không muốn chỉ để cho các bạn làm cái suy nghĩ cho nó phức tạp. Thôi bữa nay mình kết thúc ở đây đúng không? Nhớ nha. Mình cố gắng mình làm mình quen. Phần sau bài sau thì sẽ nói về advanced UI, tức là nói về menu, mình sẽ minh họa trên cái ứng dụng Notepad ha. Mình làm Notepad có sử dụng menu, sử dụng tool, sử dụng các cái hộp hội thoại ha, để viết, để con thấy rằng là đúng nghĩa khi có công nghệ thì con viết những ứng dụng như thế thì trong vòng một chút là có thể viết được, trong khi ngày xưa mà không có nó sẽ rất vất vả đúng không? Bữa nay mình kết thúc ở đây ha, kết thúc ở đây, chào các bạn.